Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 135. Đương nhiên, người trước mắt này, có thể không phải bản tôn của nhân quân. Hình chiếu. Chỉ là tương đương một cái hình chiếu. Dương Diệp nhìn nhân quân, mà giờ phút này nhân quân cũng nhìn hắn, hai người đều không nói gì. Trong Hồng Mông Tháp, kiếm còn đang rung kịch liệt, muốn lao ra Hồng Mông Tháp, nhưng bị Hồng Mông Tháp trấn áp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Thả nó đi ra. Nói xong, một đạo ánh sáng màu vàng kim từ trước ngực Dương Diệp bắn ra. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng kim tán đi, chuỗi kiếm kim sắc xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, Dương Diệp nhìn về phía kiếm kia. Đi ở tùy ý. Kiếm không có nhận hắn làm chủ, hắn sẽ không cưỡng ép lưu đối phương lại. Kim kiếm ở trên không trung rung động kịch liệt, như biểu đạt gì đó. Mà hình chiếu nhân quân ở phía chân trời lại đang dần dần hư ảo. Ba tức sau, hình chiếu nhân quân đã hoàn toàn biến mất. Dương Diệp nhíu mày, sao đối phương không mang kiếm đi? Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, lúc này âm thanh của Hậu Khanh đột nhiên vang lên. Tuy hình chiếu của hắn ở nơi này, nhưng bản thể lại cách nơi này không biết bao xa, mà hình chiếu xuất hiện, cũng chỉ có thể dừng lại thời gian ngắn ngủi, cho nên hắn không phải không muốn mang kiếm đi, mà là không thể. Nói đến đây, Hậu Khanh dừng một chút, sau đó lại nói. Tiểu tử, ngày sau nhân quân này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp nói. Không phải nói nhân quân là nhân nghĩa chi quân sao? Nhân nghĩa? Hậu Khanh xì mũi coi thường. Tiểu tử, cái gọi là nhân nghĩa của thế giới này, đó là ở dưới một chút tình huống đặc biệt mới có. Giống vậy ngươi, ngươi sẽ giảng nhân nghĩa với địch nhân của ngươi sao? Dù đối phương là một người tốt. Dương Diệp lắc đầu. Với hắn mà nói, mặc kệ ngươi là người tốt hay người xấu, chỉ cần là địch nhân của mình, vậy thì đáng chết. Bởi vì hắn biết rõ, thời điểm đối phương có cơ hội giết hắn, đối phương tuyệt đối sẽ không nương tay. Hậu Khanh nói. Kỳ thật, mâu thuẫn của ngươi cùng nhân quân vốn không lớn, nếu như lúc trước, ngươi trả kiếm lại cho đối phương, nói không chừng chuyện gì cũng không có. Nhưng hiện tại, ngươi không chỉ học công pháp phu tộc, còn tu ma. Dùng thực lực của đối phương, nhất định là có thể nhìn ra được. Cho nên dù ngươi trả kiếm lại, đối phương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Diệp nhún vai. Ai sợ ai? Hậu Khanh. Dương Diệp nhìn về phía chuôi kiếm cách đó không xa, hắn cảm giác được, kiếm này cùng nhân quân có cảm tình rất sâu. Hắn đương nhiên sẽ không ăn dấm, bởi vì kiếm này không phải của hắn, hắn cũng không có nghĩ qua muốn kiếm này thành của mình. Là của Dương Diệp hắn. Chính là của hắn, ai cũng đoạt không được, không phải của hắn, hắn tuyệt đối không cưỡng cầu. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang định ly khai, đúng lúc này âm thanh của Hậu Khanh đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi mau vào, tiểu tổ tông của ngươi không biết lại lên cơn gì rồi. Tiểu tổ tông, dĩ nhiên là chỉ tiểu bạch. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, chỉ thấy giờ phút này, tiểu bạch đang ôm hai đoạn kiếm gãy ở trước mặt Hậu Khanh. Sau đó con mắt không ngừng nháy nháy. Nhìn thấy Dương Diệp đến, thần sắc của Hậu Khanh lập tức buông lỏng. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói. Tiểu gia hỏa này, cầm hai đoạn kiếm gãy cho ta, để cho ta giúp nàng sửa tốt. Nhưng kiếm này có linh, hơn nữa chất liệu đặc thù, ta làm sao sửa được? Sửa kiếm. Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Hậu Khanh, lại nhìn Dương Diệp, cuối cùng tiểu chảo nàng chỉ Hậu Khanh. Vừa chỉ hai đoạn kiếm gãy. Ý tứ rất rõ ràng. Nhìn thấy tiểu bạch như vậy, đầu Hậu Khanh lập tức lớn hơn. Dương Diệp đi đến trước mặt tiểu bạch, sau đó nói. Tại sao phải sửa kiếm? Tiểu bạch nhẹ nhàng chỉ hai đoạn kiếm gãy trong ngực, sau đó tiểu chảo huy vũ. Đáng thương. Tiểu bạch có ý tứ là, hai đoạn kiếm gãy này rất đáng thương. Dương Diệp nhìn về phía hai đoạn kiếm gãy, trầm mặc. Hai đoạn kiếm này từ khi đi vào Hồng Mông Tháp, vẫn trầm mặc ở trong góc. Đau thương. Dương Diệp là kiếm tu, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của kiếm. Nhưng này cũng bình thường, kiếm này đi theo Tiêu Giao Tử nhiều năm như vậy, nó đối với Tiêu Giao Tử, nhất định là có cảm tình, giống như kiếm linh đi theo hắn nhiều năm như vậy, giữa bọn họ đồng dạng có cảm tình sâu đậm. Mà bây giờ, Tiêu Giao Tử vì thành tựu kiếm đạo của mình, bẻ gãy vứt bỏ nó. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói, chủ nhân kiếm này, thật sự tính toán là một nhân vật,
có thể làm sự tình người thường không thể. Dương Diệp khẽ gật đầu, Tiêu Dao Tử đích thực được cho là một nhân vật, hơn nữa còn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu là hắn, hắn tuyệt đối làm không được. Kiếm đạo, trong lòng hắn, xa xa không có trọng yếu như thân nhân của mình. Hắn học kiếm, mục đích là bởi vì thân nhân. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Nếu như ngươi thật muốn chữa trị kiếm này, có lẽ Hỏa Lão có phương pháp xử lý. Hỏa Lão? Chỉ dĩ nhiên là Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp nhìn hai đoạn kiếm trong tay, kiếm này, muốn chữa trị hay không? Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, trong mắt nàng tràn đầy khẩn cầu. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Tốt, chúng ta đi tìm Hỏa Lão. Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức nhếch miệng cười cười. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa. Xác định muốn núp lại, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp nói, nếu như có thể mà nói, thì chữa trị nó a. Ném vào, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó Tiểu Chảo ném đi, hai đoạn kiếm gãy lập tức bay vào bếp lò. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó đầu nàng dò xét, nhưng rất nhanh lại rụt trở về. Nàng cũng có chút sợ ngọn lửa này. Qua một hồi lâu, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Kiếm này bất phàm. Bất phàm. Dương Diệp nói. Bất phàm chỗ nào? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi chờ một chút sẽ biết. Dương Diệp. Ước chừng một lúc lâu sau, một thanh kiếm đột nhiên từ trong lò luyện đan bay ra. Kiếm dài ước chừng ba thước, độ rộng chỉ một nửa xích, thân kiếm bóng loáng, nhưng trừ cái đó ra, không có gì đặc thù. Mà đúng lúc này, tiểu chảo của Tiểu Bạch khẽ đảo, chuôi kiếm bay đến tay nàng, cùng lúc đó, chảo phải mở ra, lại một thanh kiếm bay đến. Chuôi kiếm này, đúng là kiếm của nhân quân. Dương Diệp nhìn hai thanh kiếm, mà đúng lúc này, kiếm của nhân quân đột nhiên phát ra kiếm uy kinh khủng nghiền ép về phía kiếm của Tiêu Dao Tử. Hiển nhiên, kiếm mới xuất hiện, khiến nó cảm nhận được uy hiếp. Nhưng mà lúc này, ông, một tiếng kiếm minh vang lên, thoáng qua, chuôi kiếm ở tả chảo đâm thẳng đến kiếm của nhân quân. Tiểu chảo của Tiểu Bạch vội vàng buông ra, cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bạch cùng Dương Diệp, kiếm của Tiêu Dao Tử cùng kiếm của nhân quân ở trên không trung đại chiến. Hai thanh kiếm đánh nhau. Dương Diệp có chút mộng, nhưng mà rất nhanh, hắn cũng có chút nghi ngờ. Kiếm của nhân quân là thần vật, mà kiếm của Tiêu Dao Tử, tuy bất phàm, nhưng khẳng định không phải thần vật, nhưng nó lại có thể chống lại nhân quân kiếm. Cái này là chỗ bất phàm của nó. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Tiểu tử, người phải nhớ kỹ một điểm, kiếm, bởi vì người mà bất phàm. Kiếm này... Tuy không giống nhân quân kiếm được vô số cường giả cùng với tài liệu chân quý chế tạo, nhưng chủ nhân của nó bất phàm. Có ý tứ gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ý tứ chính là, người phải tìm kiếm thích hợp mình nhất, sau này hảo hảo bồi dưỡng. Thời điểm có một ngày ngươi kiếm đạo thông thần, ngươi sẽ phát hiện, cho dù cho ngươi một cọng cỏ, nó cũng mạnh hơn nhân quân kiếm. Kiếm mạnh hay không, không ở bản thân nó, mà ở người sử dụng nó. Nếu người dùng nó vô địch, kiếm này tự nhiên vô địch. Kiếm, bởi vì người mà bất phàm. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm của hắn, dĩ nhiên là kiếm tổ này. Kiếm tổ này, là từ vừa mới bắt đầu liền theo hắn đến bây giờ. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nhẹ cười. Hỏa Lão ngươi nói không sai, ta không nên đi tìm kiếm mạnh nhất, mà đi tìm kiếm thích hợp mình nhất. Để nàng tiến vào thức hải ngươi. Dùng thức hải dưỡng kiếm. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Kiếm ý của ngươi không tầm thường, ở trong thức hải, ngươi sử dụng kiếm ý không ngừng nuôi nấng nó, không những khiến nó chậm rãi phát triển, còn có thể khiến nó cùng ngươi đạt tới chân chính tâm linh tương thông. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thu kiếm linh vào trong thức hải. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Mà trong Hồng Mông Tháp, thì có chút náo nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu là hai thanh kiếm kia, hai thanh kiếm ai cũng không phục ai, động một chút lại đánh nhau. Đương nhiên, hai thanh kiếm đều rất thông minh, chính là chúng đều nịnh nọt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, nàng ở trong Hồng Mông Tháp là Tiểu Bá Vương, đừng nói hai thanh kiếm này, ngay cả Cùng Kỳ và Hậu Khanh cũng không dám đắc tội nàng. Nhưng Tiểu Bạch cũng có chút đau đầu, chính là hai thanh kiếm này động một chút lại đánh nhau.
Dương Diệp không có để ý Tiểu Bạch cùng hai thanh kiếm kia, trong nội tâm với hắn mà nói, còn có chuyện trọng yếu hơn, chính là tìm kiếm thiên ma. Tu luyện, chân cảnh lục đoạn, đừng nói ở thượng giới, ở trung thiên vũ trụ cũng có chút không đủ nhìn. Hắn phải hết mọi khả năng nâng cao thực lực của mình. Tĩnh, hành tẩu ở trên đại địa mênh mông, Dương Diệp duy nhất cảm giác chính là tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tay phải chậm rãi nắm lại. Khặc khặc, đúng lúc này, một âm thanh làm cho người sởn hết cả gai ốc đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước. Thiên Mao. Dương Diệp biết rõ, thiên ma trong truyền thuyết đã đến. Đúng lúc này, tràng cảnh trước mắt hắn đột nhiên biến ảo. Thiên Trụ Sơn. Giờ phút này, tràng cảnh xung quanh hắn biến thành Thiên Trụ Sơn, mà hắn thì ở trong mây Thiên Trụ Sơn, phía dưới thì huyết hải ngập trời. Dương Diệp cùi người nhìn về phía dưới, nơi đó đang kịch chiến. Mà cầm đầu đúng là Dương Diệp hắn. Ở phía sau hắn, là đám người Minh Nữ cùng An Nam Tĩnh, mà người cùng hắn giao thủ, hắn cũng nhận thức, đúng là Nhân Quân, Nhân Quân. Tay cầm Nhân Quân kiếm. Nhân Quân mạnh như thế nào? Mỗi một kiếm đều mang theo thiên địa chi uy, lực lượng kia, căn bản không giống nhân lực. Hắn cùng với đám người An Nam Tĩnh căn bản không phải đối thủ của Nhân Quân. Cuối cùng, đám người An Nam Tĩnh từng cái chết đi ở trước mặt hắn. Nhưng Dương Diệp ở trên đám mây trong lòng không có nửa phần chấn động. Ảo giác. Hắn biết rõ, đây là thiên ma chế tạo ra ảo giác. Nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Ha ha, ngươi cảm thấy đây là ảo giác sao? Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn không xa, xuất hiện một hắc bào nhân. Lúc này hắc bào nhân lại nói. Thiên ma nhất tộc ta đến từ dị giới, có được một loại năng lực đặc thù, chính là có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, chứng kiến tương lai một người. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không thấy tương lai của mình. Dương Diệp nhìn hắc bào nhân, sau đó nói. Các ngươi, cùng ta nghĩ, có chút không giống nhau. Hắc bào nhân nói. Ở trong nội tâm nhân loại các ngươi, thiên ma chúng ta chính là quái vật mê hoặc tâm trí, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ha ha, hắc bào nhân cười nhẹ. Không, thiên ma chúng ta không mê hoặc tâm trí nhân loại, chúng ta chỉ là lấy cái mình đã thấy, sau đó lợi dụng thần thông tái hiện chúng ở trước mặt các ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói. Hắc bào nhân nói. Sau đó bọn họ sẽ điên, sau khi điên cuồng sẽ chết. Cuối cùng, chúng ta sẽ hấp mất tu vi của bọn hắn. Dương Diệp nói. Ngươi ngược lại rất thẳng thắn. Hắc bào nhân nói, ta biết rõ, ngươi là kiếm tu, còn kiếm tâm thông minh, nhưng ngươi thật sự cảm thấy trước đó đã thấy hết thảy chỉ là ảo giác. Không, những cái kia không phải ảo giác, vừa rồi ngươi thấy, trong tương lai một ngày nào đó, tất nhiên sẽ phát sinh. Dương Diệp nhìn hắc bào nhân, có lẽ, ngươi nói là sự thật, nhưng ta cảm thấy, kết quả sự tình không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là quá trình. Ta mặc kệ về sau như thế nào, ta chỉ quản hiện tại. Ngươi, nếu mỗi ngày nghĩ đến tương lai như thế nào, đây chẳng phải rất mệt sao? Hắc bào nhân trầm mặc. Dương Diệp cúi đầu nhìn phía dưới chiến đấu đã chấm dứt. Hắn cùng với đám người An Nam Tĩnh, tự nhiên là đều chết hết. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ta cảm thấy, ta không cần luyện tâm làm gì, ta chỉ cần kiên trì bản tâm là được. Nói xong, tay phải hắn vung lên, tràng cảnh trực tiếp mở đi. Rất nhanh. Dương Diệp về tới sự thật. Mà hắc bào nhân kia, vẫn còn ở bên cạnh hắn. Tâm như gương sáng. Lúc này hắc bào nhân kia đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Thế nhưng có người nói tâm ta có khuyết điểm. Hắc bào nhân lắc đầu. Khuyết điểm hắn nói, cũng không phải loại ngươi nghĩ. Trời sinh vạn vật, không có một sinh vật là hoàn mỹ. Bất kể là sinh vật gì, có ưu điểm của bọn họ, nhưng khẳng định cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm của ngươi. Không phải kiếm tâm có vấn đề, mà là kiếm tâm quá cực đoan. Nhưng đây chính là ta. Dương Diệp nói. Hắc bào nhân khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, cái này là ngươi, nếu như ngươi đi cải biến, vậy ngươi khi đó cũng không phải ngươi rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi đi cải biến, nhất định có thể để kiếm đạo của mình nâng cao một bước. Nhưng không thay đổi, cũng không có nghĩa là không thể nâng cao một bước. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói hơi có chút phức tạp. Hắc bào nhân nói. Kiên trì bản tâm là được.
Dương Diệp nhìn Hắc Bảo Nhân, sau đó nói. Vì cái gì nói với ta những cái này? Hắc Bảo Nhân trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Đừng nói với ta thiên ma các người có yêu thích giúp người làm vui. Hắc Bảo Nhân nói. Ta giết không được ngươi. Đã giết không được, sao không hóa thủ thành bạn? Cường giả, đáng giá bất luận người nào kết giao, không phải sao? Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó khẽ gật đầu. Đích thực. Đối với thiên ma lấy lòng, Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhiều người dễ xử lý sự tình, quan trọng nhất là, hắn không cần phải gây thù hằn bốn phía. Bất kể là cổ tu giả, cổ đế, hay thần đao thiên tôn, những người này, có thể kết giao, tự nhiên sẽ kết giao. Niết Viễn. Hắc Bảo Nhân nói. Đây là danh tự của ta. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Niết Viễn đột nhiên nói. Ta biết rõ, người gọi Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Niết Viễn nói. Hiện tại ở Thiên Trụ Sơn, ai không biết ngươi? Thời điểm ngươi tiến vào đây, chúng ta đã quan sát ngươi rồi. Dương Diệp sờ lên mũi của mình, hắn không nghĩ tới, mình rõ ràng nổi danh như vậy, ngay cả thiên ma nhất tộc cũng biết. Lúc này Niết Viễn đột nhiên nói. Dương huynh, thiên ma nhất tộc tộc trưởng muốn gặp ngươi. Thiên ma tộc tộc trưởng. Dương Diệp nhíu mày. Gặp ta làm gì? Niết Viễn nói. Theo ta được biết, là muốn cùng Dương huynh giao dịch. Giao dịch. Dương Diệp do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Tốt, đi gặp. Mời đi theo ta. Niết Viễn nói xong, hắn hóa thành một đạo ánh sáng âm u bay đi. Dương Diệp tâm niệm khẽ động, ở dưới chân hắn, xuất hiện một thanh nhổ kiếm hư ảo, thoáng qua, kiếm quang phóng lên trời. Rất nhanh. Dương Diệp đi theo Niết Viễn tới đám mây, phi hành ước chừng gần một lúc lâu, một cung điện xuất hiện ở trong tầm mơ cắt Dương Diệp. Cung điện trong mây. Hai người rơi vào trước cung điện, ở trên cửa chính cung điện, có khắc ba chữ to, Thiên Ma Cung. Niết Viễn đưa Dương Diệp đến cơ trước cung điện, sau đó làm một cái thủ hiệu mời. Dương Diệp nhìn chỗ sâu trong cung điện, sau đó đi vào, thời điểm hắn bước vào đại điện, không gian chung quanh hắn đột nhiên nhẹ run rẩy. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, không gian chung quanh vẫn còn rung rung, ước chừng qua một phút đồng hồ sau, không gian chung quanh khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp mở mắt, hắn còn ở trong điện, nhưng điện này đã không phải là cung điện trước kia. Thiên ma nhất tộc sống nhờ nhân tộc, các phương diện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, xin hãy tha lỗi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, xuất hiện một nữ tử mặc váy đen. Nữ tử ước chừng 30 tuổi, dáng người đầy đặn lung linh, toàn thân lộ ra phong tình thành thục, tựa như mật đào chín mọng. Nhìn thấy nữ tử này, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Sâu không thể lường nổi. Đây là nữ nhân này cho hắn cảm giác, mà cho hắn loại cảm giác này, chỉ có Hạo Thiên và Ma Tổ. Mỹ Phụ mỉm cười. Vân Bích, Thiên Ma Tộc Tộc Trưởng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Các hạ muốn cùng ta giao dịch gì? Vân Bích đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó cười nói. Không hổ là thiên tài chói mắt nhất của nhân tộc hiện tại, phần tâm tính cùng đảm lượng này, quả thực rất tốt. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói. Đích thực muốn cùng ngươi làm một số giao dịch. Xin lắng tai nghe. Dương Diệp nói. Vân Bích nói. Ngươi có biết tại sao chúng ta lại ở cái địa phương này hay không? Dương Diệp lắc đầu. Vân Bích nói. Nơi này là thế giới nhân loại, không phải tổ thế giới của thiên ma ta. Chúng ta, cũng có chỗ thuộc về chúng ta, tựa như những dị linh phía dưới kia, bọn họ cũng không phải sinh linh ở nơi này. Dương Diệp nhìn Vân Bích, không nói gì. Vân Bích lại nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời kỳ viễn cổ, nhân tộc yếu nhất, nhưng cuối cùng theo vô số thiên tài nhân loại xuất hiện, nhân loại bắt đầu quật khởi. Nhân loại quật khởi. Tự nhiên sẽ uy hiếp những sinh linh đã từng chúa tể thiên địa kia. Vì vậy chiến tranh không thể tránh được, cuối cùng nhân loại thắng lợi. Tộc khác thì sao? Dương Diệp nói. Vân Bích nói. Trốn thì trốn, chết thì chết, mà tổ tiên của chúng ta là thuộc về may mắn còn sống sót. Nhưng chúng ta bị giam ở địa phương này, vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Ai giam? Dương Diệp nói. Vân Bích cười nhẹ. Cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta muốn đi ra ngoài. Đương nhiên,
không phải đi ra trả thù nhân loại, chúng ta không có năng lực kia. Chỉ muốn rời khỏi chỗ này. Đương nhiên, với tư cách cảm tạ, ta sẽ cho ngươi một phần thù lao để ngươi thỏa mãn. Dương Diệp nói, như thế nào mới có thể thả các ngươi đi ra ngoài? Vân Bích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Dùng ngươi kiếm trong tay, chém nát thế giới này vừa vỡ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn Vân Bích. Sự tình hẳn không đơn giản như vậy a. Vân Bích khẽ gật đầu. Đích thực không phải đơn giản như vậy, nhưng đó là đối với người khác, đối với ngươi mà nói, vấn đề này không khó. Bởi vì kiếm trong tay ngươi, kiếm kia, có thể phá vỡ chỗ này. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Vân Bích nói. Bây giờ lực lượng thân thể của ngươi, là phàm lực, với tư cách thù lao, ta có thể cho ngươi đạt tới thần lực. Thân thể ngươi có thần lực, chỉ bằng vào thân thể, có thể cùng minh cảnh chân chính chiến một trận. Thần lực. Thần sắc của Dương Diệp có chút động dung, chuẩn xác mà nói, là có chút động tâm rồi. Hắn hiện tại, các phương diện thực lực đều đã được tăng lên, nhưng nhục thể lại không được tăng lên quá lớn. Nếu như thân thể đạt tới thần lực, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng một tầng. Có thể đánh nhau mạnh hơn a. Nhưng bài trừ kết giới, nhất định là có phong hiểm. Như biết rõ Dương Diệp suy nghĩ, Vân Bích lại nói. Người có thể yên tâm, người phá vỡ kết giới này, cũng không có người tới tìm ngươi làm phiền, bởi vì người lúc trước giam thiên ma nhất tộc chúng ta, đã sớm đi thượng giới. Đối phương có lẽ đã sớm quên chúng ta, hoặc là đã sớm vẫn lạc. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhìn Vân Bích. Tốt, khoản giao dịch này, ta làm. Vân Bích mỉm cười. Hợp tác vui vẻ. Lúc này Dương Diệp nói. Nhưng ta cần ngươi trước giúp ta nâng cao thân thể. Vân Bích cười nói. Không có vấn đề, đi theo ta. Nói xong, thân hình nàng tung bay, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó đi theo. Một khắc sau, Dương Diệp đi theo Vân Bích tới dưới chân một ngọn núi lớn. Chân núi có một thủy đàm, nhưng nước bên trong có chút quái dị, bởi vì nước màu lam. Dương Diệp nhìn về phía Vân Bích, nàng mỉm cười. Thiên ma đàm, bên trong không phải nước, mà là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực. Dương Diệp ngây cả người, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thiên ma đàm. Nhìn kỹ, Dương Diệp phát hiện, bên trong chảy hoàn toàn chính là tinh thần chi lực, nhưng có chút không giống tinh thần chi lực hắn bình thường nhìn thấy. Vân Bích nói, tinh thần chi lực này, chính là tinh thần chi lực tinh khiết nhất trong tinh không, bởi vậy sau khi chúng ta thu thập tinh thần chi lực, lại hao phí lượng lớn nhân lực tinh lọc, để nó không có một chút tạp chất. Nếu như ngươi thôn vệ những tinh thần chi lực tinh khiết nhất này, thân thể nhất định có thể đạt tới một độ cao. Mới. Dương Diệp kinh ngạc nói, những thứ này đều cho ta. Biểu lộ của Vân Bích thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Tự nhiên không phải, chỉ cần thân thể ngươi đạt tới thần lực cảnh là được. Những tinh thần chi lực này, là vô số tiền bối của ta vất vả thu thập, mục đích là vì bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài hơn nữa. Nói đến đây. Nàng nhìn Dương Diệp một cái, không có nói nữa. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Ta chỉ đùa một chút. Vân Bích khẽ gật đầu. Là tỏ thành ý của thiên ma tộc ta, ta nguyện ý trước giúp ngươi nâng cao thân thể. Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, tinh thần chi lực trong thiên ma đàm bắt đầu sôi trào lên. Dương Diệp nói. Ngươi không sợ ta đổi ý. Vân Bích nhìn Dương Diệp. Ngươi sẽ sao? Dương Diệp nói. Vạn nhất đổi ý. Vân Bích lạnh nhạt nói. Có lẽ, ngươi có thể thử xem. Dương Diệp cười cười, không có nói gì, sau đó thân hình của hắn run lên, biến mất ở trong thiên ma đàm. Sau khi Dương Diệp tiến vào thiên ma đàm, toàn bộ thiên ma đàm lập tức rung rung, rất nhanh, vô số tinh thần chi lực hội tụ về phía thân thể Dương Diệp. Cực kỳ thoải mái. Cái này là cảm giác của Dương Diệp hiện tại. Những tinh thần chi lực kia tiến vào thân thể của hắn, nhanh chóng bị thân thể hấp thu. Tinh thần hộ thể thuật. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới tinh thần hộ thể thuật. Tinh thần hộ thể thuật là hắn ở thiên toàn hệ học, ngay từ đầu, môn công pháp luyện thể này trợ giúp hắn cực lớn, cũng nhờ nó mà hắn lột sạch đế nữ xem ăn hai lần. Nhưng về sau, tác dụng của nó biến thành cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy hắn liền chậm rãi quên lãng. Trầm mặc một hồi. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên vận chuyển.
hắn quyết định tu luyện tinh thần hộ thể thuật lần nữa. Đương nhiên, tinh thần hộ thể thuật nguyên bản với hắn mà nói, tự nhiên là không có tác dụng gì, phải biết hiện tại thân thể của hắn cũng vượt qua tinh thần hộ thể thuật rất nhiều rất nhiều. Cho nên, hiện tại hắn muốn làm là cải tiến tinh thần hộ thể thuật. Thời gian từng chút trôi qua, Dương Diệp hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều, mà trên người hắn dần dần xuất hiện lân phiến màu lam, những lân phiến kia càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu một phần nhỏ, đến bây giờ trải rộng toàn thân Dương Diệp. Cuối cùng, cả khuôn mặt Dương Diệp trải rộng lân phiến màu lam. Nhưng rất nhanh, những lân phiến màu lam này bắt đầu mờ đi. Đến cuối cùng, những lân phiến màu lam này lại dần dần biến mất. Cũng không đúng, phải nói là biến thành trong suốt rồi. Trong suốt. Những lân phiến toàn thân Dương Diệp biến thành trong suốt. Một bên, Vân Bích nhíu mày. Bởi vì Dương Diệp hấp thu tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều. Nhìn tinh thần chi lực trong thiên ma đàm càng ngày càng ít, Vân Bích mày nhíu càng sâu. Giờ khắc này, nàng có chút hối hận. Những tinh thần chi lực tinh khiết kia, cho dù là nàng, cũng không dám dễ dàng tiêu xài như thế. Quá chân quý. Mà bây giờ, Dương Diệp lại không kiêng nể gì cả hấp thu, lại như một cái động không đáy. Hai phút sau, nhìn thấy Dương Diệp vẫn còn điên cuồng hấp thu, Vân Bích quyết định mở miệng ngăn trở. Nhưng lúc này, thiên ma đàm đột nhiên bình tĩnh lại. Dương Diệp không có hấp thu tinh thần chi lực nữa. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Vân Bích lập tức buông lỏng. Nếu Dương Diệp tiếp tục hấp thu, như vậy nàng không thể không ra mặt ngăn trở. Cũng may khá tốt, Dương Diệp đình chỉ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Ở trong hai mắt hắn, một đạo hào quang màu lam thoáng cái rồi qua. Rất nhanh, Dương Diệp đứng lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó hai tay nắm lại, trong nháy mắt, toàn thân đột nhiên xuất hiện lưu quang màu lam, những lưu quang màu lam này tựa như từng sợi dây thật nhỏ không ngừng quấn quanh lấp lánh. Đây là cái gì? Vân Bích nói. Dương Diệp nhìn lưu quang màu lam trên người mình, sau đó cười nói. Một môn công pháp. Vân Bích khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Vân Bích. Vãn bối muốn lãnh giáo tiền bối hai chiêu. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Mà giờ khắc này, hắn cũng muốn nhìn mình cùng cường giả cao cấp nhất thế giới này có bao nhiêu chênh lệch. Vân Bích là thiên ma tộc tộc trưởng, thực lực của nàng, cho dù kém tam đại cổ tu giả của nhân loại, nhưng khẳng định cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Vân Bích nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi xác định. Dương Diệp gật đầu. Muốn thử xem. Vân Bích khẽ gật đầu, sau đó tay phải nàng vung lên, trong chốc lát, Dương Diệp cùng nàng đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ngay lập tức, Dương Diệp cùng Vân Bích đi tới một phiến hư không. Vân Bích nói. Đến, ra tay. Dương Diệp nhìn Vân Bích, sau đó nói. Tiền bối xuất thủ trước a. Ngươi xác định. Vân Bích nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, Vân Bích không nói gì, cả người nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm Vân Bích biến mất, sắc mặt Dương Diệp đột biến. Thời điểm Vân Bích biến mất, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, toàn bộ chân trời xuất hiện hắc quang lốm đa lốm đốm, thoáng qua, những ánh sao này như mưa rơi chút về phía hắn. Hủy thiên diệt địa. Đây là cảm giác của Dương Diệp giờ khắc này. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn bước ra một bước, dùng hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đột nhiên run lên kịch liệt. Cùng lúc đó, 36 thanh kiếm hư ảo xuất hiện ở chung quanh hắn. Chạm. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, ở trong ngàn dặm, trong nháy mắt bị kiếm quang bao trùm. Một khắc sau, trong tràng khôi phục bình thường. Dương Diệp vẫn còn, Vân Bích cũng còn. Mà giờ khắc này, thần sắc của Vân Bích có chút nghiêm trọng. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Khó có thể tin. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Vân Bích khẽ lắc đầu, vừa rồi mặc dù nàng không có hết toàn lực, nhưng cũng không có thả, bởi vì nàng biết thực lực của Dương Diệp, cũng muốn cho Dương Diệp cái ra oai phủ đầu. Nhưng nàng thật không ngờ, Dương Diệp vậy mà tiếp được. Thực lực của Dương Diệp, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Phải biết rằng, nàng cùng Dương Diệp chênh lệch, đó cũng không phải là một điểm hai điểm. Mà thực lực của Vân Bích, cũng vượt ra khỏi Dương Diệp tưởng tượng. Vừa rồi một chiêu kia của Vân Bích xuất hiện, hắn biết rõ, nếu như không thi triển vô địch kiếm trận, hắn căn bản tiếp không được. Vẫn có chênh lệch. Trong tràng, trầm mặc một nhồi lâu,
Dương Diệp nhìn về phía Vân Bích. Tiền bối, hôm nay thân thể ta đã được nâng cao, cho nên ta hiện tại nên làm sao giúp thiên ma tộc ngươi? Vân Bích ngẩng đầu nhìn chân trời. Ở thế giới này, có một kết giới cực lớn, kết giới này, phong ấn thiên ma tộc ta vô số năm, hiện tại cũng nên là thời điểm biến mất. Dương Diệp nói, chẳng lẽ lấy thực lực của tiền bối, cũng không thể phá vỡ kết giới kia? Có thể. Vân Bích nhìn Dương Diệp. Ta có thể lực phá, nhưng phá kết giới này, ta sẽ cực kỳ suy yếu. Mà một khi ta suy yếu, ngươi hiểu rõ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, cổ tay hắn khẽ động, thánh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hiện tại phá sao? Vân Bích khẽ lắc đầu. Giờ phút này không được, thiên ma tộc ta còn chưa chuẩn bị tốt, nếu hiện tại phá vỡ kết giới, sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại. Cho ta nửa tháng thời gian. Nửa tháng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, địch nhân của ta cũng rất nhiều, có lẽ nửa tháng sau Dương Diệp ta liền không còn ở trên đời này. Cho nên ngươi xác định ngươi muốn nửa tháng sau sao? Vân Bích cười nhẹ. Ngoại trừ mấy lão bất tử kia, phiến thế giới này, không ai có thể giết được ngươi rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Tiền bối đã quyết định, ta liền không nói thêm gì nữa. Nửa tháng sau, ta sẽ đến thiên ma tộc, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp không có dừng lại, thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp đi rồi, thần sắc của Vân Bích dần dần chìm xuống. Đã qua hồi lâu, nàng lắc đầu. Nhân tộc luôn gặp may mắn. Dương Diệp cũng không có ở tầng thứ 11 lâu, mà đi ra tầng thứ 11. Bên ngoài thiên trụ sơn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rời đi. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Lúc này đây mục đích của hắn, dĩ nhiên là Linh Lung Thiên Tôn. Hắn tự nhiên không quên người này phải chết, bằng không thì đối phương sẽ giống như độc xà tiềm phục ở chỗ tối, sau đó chờ đợi thời cơ cho hắn một kích chí mạng. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới tinh cầu của Linh Lung Thiên Tôn. Vừa tới đây, Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một màn sáng cực lớn, trong màn sáng, vô số lưu quang chớp động. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác được, không dưới 10 đạo khí tức thần bí mà cường đại đột nhiên khóa ở trên người hắn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp, chờ ngươi đã lâu rồi. Âm thanh của Linh Lung Thiên Tôn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này, đúng là một trong năm đại thiên tôn Linh Lung Thiên Tôn. Mà ở sau lưng Linh Lung Thiên Tôn, còn có tầm 10 người, những người này, Dương Diệp không nhận ra, nhưng từ khí tức nhìn lại, không hề nghi ngờ, đều là cường giả đỉnh phong. Mai phục. Đây là một mai phục nhằm vào hắn. Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn, sau đó nói. Trực giác nói cho ta biết, ngươi cũng không phải thật sự muốn báo thù cho ca ca ngươi, đúng không? Hai mắt Linh Lung Thiên Tôn có chút nhíu lại, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại nói. Ngươi dù sao sống nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi là một kẻ ngu dốt. Ca ca ngươi chết, cùng ta rốt cuộc có liên quan hay không, ngươi hẳn là hiểu rõ. Mà thực lực của ta, ngươi đồng dạng hiểu rõ. Nhưng ngươi vẫn muốn giết ta. Cái này rất không bình thường, Linh Lung Thiên Tôn có chút trầm ngâm, sau đó nói. Những cái này trọng yếu sao? Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn. Nói cho ta biết, người sau lưng ngươi, ta có thể không giết ngươi. Linh Lung Thiên Tôn khẽ nở nụ cười. Giết ta, Dương Diệp, ở chỗ này, cảnh giới đều cao hơn ngươi. Còn có một đại trận, ngươi. Đúng lúc này, không gian trong vòng ngàn dặm đột nhiên khẽ run lên. Thoáng qua, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Suy, bên cạnh Linh Lung Thiên Tôn, một trung niên đầu không hề có dấu hiệu báo trước bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Trong tràng, tất cả mọi người thất thần, kể cả Linh Lung Thiên Tôn. Nàng cũng thật không ngờ, Dương Diệp vậy mà ở trước mặt nàng thuấn sát một người. Giờ khắc này, đám người Linh Lung Thiên Tôn đã có chút sợ hãi. Đương nhiên, càng nhiều hơn nữa là khó có thể tin. Lúc này, Dương Diệp chậm rãi đi về phía đám người Linh Lung Thiên Tôn. Một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, người sau lưng ngươi là ai. Nói, ta xoay người rời đi. Linh Lung Thiên Tôn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không nói, còn có một chút cơ hội sống. Nói xong,
tay phải nàng khẽ vẫy, trong chốc lát, màn sáng phía chân trời đột nhiên rung rung, ngay sau đó, vô số lưu quang đột nhiên từ đó kích xạ đến, tựa như mưa sao chổi, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ra tay! Nói xong, nàng cùng những cường giả xung quanh thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Người chưa đến, khí tức cường đại đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Mà đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp khép hờ. Kiếm đến! Nói xong, ở chung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện 36 thanh kiếm hư ảo. Cùng lúc đó, dùng Dương Diệp làm trung tâm, không gian trong vòng ngàn dặm đột nhiên khẽ run lên, thoáng qua, trong ngàn dặm, kiếm quang tung hoành. Xuy 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 xuy, vô số đạo kiếm quang răng khắp nơi. Kiếm vực, vô địch kiếm trận. Cứ như vậy, trọn vẹn rằng co gần một khắc, những kiếm quang kia mới chậm rãi tiêu tán. Mà giờ khắc này, trong chàng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Linh Lung Thiên Tôn. Linh Lung Thiên Tôn có chút ngốc trệ nhìn Dương Diệp. Đó là cái gì? Kiếm trận. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Kiếm trận. Tại chỗ, Linh Lung Thiên Tôn nhẹ giọng thì thào, thời gian dần trôi qua, thân thể nàng hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Trong tinh không mịt mờ. Dương Diệp đứng ở trong tinh không, hai mắt khép hờ trầm tư. Hồi tưởng lại, hắn càng cảm thấy có người nhầm vào hắn. Cho tới bây giờ đến Thiên Trụ Sơn, trước kia là Dạ Đế và Thiên Tôn Áo Bảo Hồng, mà bây giờ là Linh Lung Thiên Tôn. Sau lưng của bọn hắn, nhất định còn có người. Mà có thể sai khiến bọn hắn, nhất định là Tam Đại Cổ Tu Giả, hoặc là cường giả thực lực tương đương Tam Đại Cổ Tu Giả. Đến tột cùng là ai? Dương Diệp trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu, hắn quyết định không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Mặc kệ đối phương là ai, hắn tin tưởng. Đối phương khẳng định sẽ ra ngoài. Mà bây giờ, đối phương biết rõ thực lực chân chính của hắn, nếu như đối phương muốn ra tay, hoặc là tự mình ra tay, hoặc chính là tìm cường giả giống như cổ tu giả. Trừ cái đó ra, hắn cũng không quên, mình muốn đi thượng giới. Mà thượng giới, đây mới thực sự là cường giả như mây. Một lát sau, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rời đi. Hắn không có tiến về Thiên Trụ Sơn, mà về thế tục, chính là Dương Gia. Từ rời khỏi Dương Gia đi vào Thiên Trụ Sơn, đã có một đoạn thời gian, hắn cũng rất nhớ đám người Tô Thanh Thi. Mà bây giờ, hắn vừa vặn không có chuyện gì, có thể đi nhìn xem đám người Tô Thanh Thi. Thành cổ. Dương Gia dựa theo Dương Liêm Sương trước khi đi phân phó, còn không có xuất thế. Ít xuất hiện phát triển. Cái này là sách lược hiện tại của Dương Gia. Đối với cái này, Dương Diệp cũng đồng ý. Bởi vì bất kể là hắn hay Dương Liêm Sương, đều sẽ đi thượng giới. Mà một khi hai người bọn họ đi, Dương Gia lại không có thiên tài mới xuất hiện, khi đó Dương Gia nhất định cực kỳ nguy hiểm. Phải biết rằng, sau khi Dương Gia trải qua nội chiến, cường giả đỉnh phong đã còn thừa không có mấy. Trong thành cổ, một hoa viên. Đột nhiên, một tấm phù lục xuất hiện ở trên không hoa viên, thoáng qua, một âm thanh thanh thúy vang lên. Bảo. Nói xong. Phù lục kia khẽ run lên, nổ tung ra thành từng mảnh, trong chốc lát, vô số màn sáng màu sắc bất đồng từ trong đó xuất hiện, tựa như pháo hoa, cực kỳ đẹp mắt. Lúc này, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trong hoa viên, thiếu nữ ước chừng 18-19 tuổi, mặc một bộ váy hoa, sau đầu chát bím tóc thật dài, trông đáng yêu lại có dã tính. Ở bên trái thiếu nữ, còn có một tiểu nữ hài chỉ 4-5 tuổi, sau đầu tiểu nữ hài chát hai bím tóc. Trên người nàng thỉnh thoảng có lôi quang lấp lánh. Mà bên phải thiếu nữ, là một tiểu nữ hài ước chừng 14-15 tuổi, tiểu nữ hài mặc váy dài màu xanh dương, áo khoác hơi mỏng, bên hông treo một thanh kiếm. Nhìn lưu quang sáng lạn trên không trung, tiểu cô nương bên trái vỗ tay, khoan khoái nói. Bảo Nhi tỉ tỉ, lại phóng hai cái. Thiếu nữ này đúng là Bảo Nhi. Bảo Nhi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tiểu nữ hài, sau đó nói. Lôi Lâm, chờ thời điểm ta chế tác phù lục, ngươi cho ta một chút lôi điện, như vậy tạc ra, uy lực càng lớn, cũng càng đẹp mắt. Tốt! Lôi Lâm vội vàng gật đầu. Lúc này, Bảo Nhi nhìn về phía nữ tử bên phải nói. Tuyết Nhi, ngươi thật giống như có tâm sự. Thiếu nữ đeo bội kiếm, đúng là con gái Dương Diệp Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết có chút trầm ngâm, một lát sau nàng nói. Ta muốn đi tìm phụ thân. Tiểu tạp dịch. Bảo Nhi nói khẽ.
không được đùa giỡn, bây giờ địa phương hắn đang ở, nhất định là rất nguy hiểm. Mẹ ngươi sẽ không để cho ngươi đi. Dương Niệm Tuyết nắm thật chặt kiếm trong tay, sau đó nói. Hiện tại ta đã là hoàng giả cảnh rồi, rất lợi hại. Nói xong, nàng nhìn về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm, ngươi nói có đúng hay không? Lôi Lâm cắn ngón tay nhỏ, có chút do dự, sau đó nói, giống như, còn không có lợi hại bằng ta nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Niệm Tuyết hơi đỏ lên, nàng hung hăng chừng Lôi Lâm. Lôi Lâm là thiên địa linh vương, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, hơn nữa nàng lại có thể khống chế lôi điện, có thể nói, đừng nói hoàng giả, ngay cả thần giả cảnh cũng đánh không lại nàng. Nghe Lỗi Lâm nói, Bảo Nhi nhịn không được cười phá lên. Lúc này, ánh mắt của Dương Niệm Tuyết xoay động, sau đó nói. Bảo Nhi tỉ tỉ, nếu không thì, chúng ta vụng trộm đi thiên trụ sơn gì kia. Vụng trộm đây. Bảo Nhi trừng mắt nhìn. Như vậy có phải không tốt lắm hay không? Dương Niệm Tuyết cười nói, có gì không tốt? Bảo Nhi tỉ tỉ lợi hại như ngươi, ai có thể làm bị thương chúng ta? Con mắt Bảo Nhi đi lòng vòng, sau đó nhìn về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm, ngươi có đi không? Đi. Lôi Lâm gật gù. Gần đây nàng dùng Bảo Nhi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bảo Nhi vuốt cái cằm mình nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đám người Thanh Thi A Di nhất định sẽ không để cho chúng ta đi, cho nên nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải vụng trộm rời khỏi. Mà làm sao mới có thể vụng trộm rời khỏi? Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, trong mắt hai người tràn đầy vẻ chờ mong. Ý đồ xấu, Bảo Nhi là tối đa rồi. Một lát sau, con mắt Bảo Nhi sáng ngời. Đã có. Nói xong, nàng lấy ra hai cái phù lục, sau đó nói. Đây là ẩn nặc phù, có thể ẩn nấp khí tức của chúng ta, nhưng mà thời gian rất ngắn, động tác của chúng ta phải nhanh lên. Ánh mắt của Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm lập tức rơi vào trên hai phù lục. Mặc dù có cường giả đang âm thầm bảo hộ đám người Dương Niệm Tuyết, nhưng hữu tâm tính vô tâm, Bảo Nhi ý đồ xấu lại nhiều, ba tiểu gia hỏa lặng yên không một tiếng động rời thành cổ. Trong ngõ ngách, trong mắt ba tiểu cô nương tràn đầy vẻ hưng phấn. Bảo Nhi lấy ra một tấm bản đồ. Sau đó nàng nhìn địa đồ, cuối cùng nàng chỉ vào một nơi trên bản đồ. Chính là chỗ này, đi, chúng ta đi. Lôi Lâm, ngươi triệu hồi lôi điện, mang bọn ta đi. Lôi Lâm gật gù cái đầu nhỏ, tay khẽ vẫy, một lôi long xuất hiện ở trước mặt tam nữ, thân hình Bảo Nhi cùng Dương Niệm Tuyết run lên, trực tiếp ngồi lên. Lôi Lâm cũng vội vàng đi theo. Giá! Bàn tay nhỏ bé của Lôi Lâm vỗ một cái. Lôi long hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở phía chân trời. Sau nửa canh giờ, toàn bộ thành cổ, phải nói toàn bộ Dương gia sôi trào. Ba tiểu tổ tông không thấy rồi. Trong nháy mắt, tất cả cường giả Dương gia vội vàng xuất động. Lôi Lâm triệu hồi ra lôi long tốc độ cực nhanh, tam nữ ở trên đám mây bay nhanh, những nơi đi qua, tiếng sấm từng trận, làm cho người ta sợ hãi. Cao điệu, không thể không nói. Cái này cực kỳ cao điệu, thỉnh thoảng có thần thức cường giả quét tới. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ba tiểu cô nương ngừng lại, bởi vì ở trước mặt các nàng, xuất hiện hai trung niên. Chậc chậc, trung niên bên trái kia ánh mắt rơi vào trên người Lôi Lâm. Đại ca, không nghĩ tới, ở nơi này rõ ràng gặp được một thiên địa linh vương. Đích thực là thiên địa linh vương. Trung niên hoa bào bên phải trong mắt xuất hiện một chút hưng phấn. Dùng để làm khí linh vừa vặn phù hợp. Dương Niệm Tuyết nhìn hai gã trung niên kia, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi tỉ tỉ, bọn họ muốn làm gì? Bảo Nhi do dự, sau đó nói. Có thể là muốn ăn cướp. Ăn cướp? Con mắt Dương Niệm Tuyết sáng ngời. Có phải sự tình ngươi thường xuyên mang bọn ta đi làm hay không? Bảo Nhi khẽ gật đầu, sắc mặt của nàng có chút lúng túng. Nàng so với Dương Niệm Tuyết cùng với Lôi Lâm hiểu muốn nhiều. Tự nhiên biết tình cảnh hiện tại của các nàng. Giờ khắc này, nàng có chút hối hận, trước kia nàng nghĩ đến chỉ có thú vị, nhưng lại không ngờ thế giới bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, tiểu cô nương này có chút lục thần vô chủ. Dương Niệm Tuyết đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trung niên bên phải chảo một cái, chảo về phía đám người Bảo Nhi. Nhìn thấy trung niên động thủ, sắc mặt Bảo Nhi khẽ biến, nàng nhìn về phía Lôi Lâm. Bàn tay nhỏ bé của Lôi Lâm vỗ một cái, ngân long dưới thân các nàng hóa thành một đạo lôi quang lao về phía trung niên.
khóe miệng trung niên nổi lên khinh thường, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, lôi long bị oanh phát tán. Nhìn thấy một màn này, đám người Bảo Nhi trực tiếp ngây dại. Sắc mặt Bảo Nhi có chút tái nhợt nhìn nam tử trung niên kia. Chân cảnh, tiểu nữ oa có chút nhãn lực. Trung niên cười lạnh, sau đó muốn ra tay, lúc này Dương Niệm Tuyết đột nhiên rung giọng nói. Ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi đừng sằng bậy, cha ta rất lợi hại. Bảo Nhi vội vàng gật đầu. Cực kỳ lợi hại, hắn tức giận lên, ngay cả mình cũng đánh. Lôi Lâm cũng gật gù. Ca ca hung, bầu trời sẽ hồng. Trung niên cười cười. Lợi hại như vậy, cha của ngươi tên gì? Lúc này, nam tử hoa bào cau mày. Cùng các nàng nói nhảm làm gì? Nghe vậy, trung niên bên cạnh nam tử hoa bào khẽ gật đầu, sau đó tay phải tìm tòi, bay thẳng đến tam nữ. Một chảo này, khí tức cường đại trực tiếp bao phủ tam nữ lập tức cảm giác mình phảng phất như bị núi lớn ngăn chặn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Đúng lúc này, Dương Niệm Tuyết vội vàng lớn tiếng nói. Cha ta gọi Dương Diệp, hắn gọi Dương Diệp, hắn gọi Dương Diệp. Dương Niệm Tuyết nói xong, cái tay chụp vào các nàng đột nhiên ngừng lại. Nam tử hoa bào cùng trung niên nhìn nhau một cái, cuối cùng nam tử hoa bào do dự một chút, sau đó nói. Cái này, vị cô nương này, cha ngươi là vị Dương Diệp sử dụng kiếm kia. Dương Niệm Tuyết vội vàng gật đầu. Lúc này Lôi Lâm đột nhiên rung giọng nói. Chính là Dương Diệp tức giận, con mắt sẽ hồng, toàn thân đều hồng, hắn, các ngươi không nên khi dễ chúng ta, hắn tức giận lên, hắn sẽ giết mình, sau đó giết các ngươi, không, là giết các ngươi, sau đó giết mình, hắn. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng đã bắt đầu run rẩy. Nghe Dương Niệm Tuyết cùng Bảo Nhi nói, nam tử hoa bào cùng trung niên nhìn nhau một cái, thần sắc hai người đều vô cùng nghiêm trọng. Một lát sau, trung niên hoa bào hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, khuôn mặt cố ra một nụ cười sáng lạn. Vị tiểu cô nương này, vừa rồi chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm. Đám người Bảo Nhi bị nam tử hoa bào nói làm cho ngây ngẩn cả người. Mà trung niên bên cạnh nam tử hoa bào thì khó hiểu nói. Đại ca, Dương Diệp kia là cái quỷ gì? Hắn. Câm miệng. Nam tử hoa bào đột nhiên nhìn hằm hằm trung niên kia, sau đó hắn lại nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, nhưng thời điểm nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, vẻ giận dữ trên mặt hắn đã biến mất vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành nụ cười hòa ái. Nam tử hoa bào mỉm cười nói. Vị tiểu cô nương này, sự tình vừa rồi, chỉ là một hiểu lầm, cái này, ngươi chớ nói cho cha ngươi, được hay không? Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi do dự một chút, sau đó nói. Đương nhiên, đây chỉ là một hiểu lầm, chúng ta sẽ không nói cho hắn biết. Nhưng ngươi phải nói cho chúng ta biết, Thiên Trụ Sơn đi như thế nào. Chúng ta dựa theo trên bản đồ đi, nhưng giống như có chút không đúng. Nghe vậy, thần sắc nam tử hoa bào lập tức buông lỏng, sau đó hắn nhìn tam nữ một cái nói. Các ngươi muốn đi Thiên Trụ Sơn. Dương Niệm Tuyết khẽ gật đầu. Ta muốn đi tìm phụ thân của ta. Nam tử hoa bào nheo mắt, do dự một chút, hắn chỉ phía bên phải. Đi hướng này, dùng tốc độ của các ngươi, không bao lâu sẽ đến. Ngươi không có gạt chúng ta chứ? Dương Niệm Tuyết có chút hồ nghi nói. Nam tử hoa bào nói. Không có, ta mới từ Thiên Trụ Sơn trở về. Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Bảo Nhi gật đầu, sau đó nói. Vậy đa tạ, chúng ta đi trước. Nói xong, nàng nhìn về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm hiểu ý, tay nhỏ khẽ vẫy, một lôi long xuất hiện ở trước mặt tam nữ. Cứ như vậy, tam nữ biến mất ở trong tầm mắt. Đại ca, vì cái gì? Tam nữ đi rồi, trung niên khó hiểu nói. Nam tử hoa bào hít sâu một hơi, sau đó nói. Tham niệm A, tham niệm hại người A, vừa rồi nếu thật động thủ. Lâm gia chúng ta sẽ biến mất khỏi trên đời này, triệt để biến mất. Dương Diệp kia là ai? Trung niên trầm giọng nói. Nam tử hoa bào nhìn trung niên, sau đó nói. Một người điên, người gây hắn, cơ bản đều chết hết. Hắn từ Thiên Trụ Sơn trở về, tự nhiên biết sự tình Dương Diệp, cũng chính bởi vì như thế, vừa rồi hắn quyết đoán buông bỏ ra tay. Vì một thiên địa linh vương trêu chọc tên sát tinh Dương Diệp này. Chỉ có đầu bị lừa đá mới làm như vậy. Đừng nói một thiên địa linh vương, 100 cái hắn cũng không muốn.
Bởi vì ngươi không có mạng dùng. Trong đám mây, ba tiểu cô nương cưỡi lôi long bay lượn. Bảo Nhi tỷ tỷ, phụ thân ta lợi hại không? Trên lôi long, Dương Niệm Tuyết có chút đắc ý nói. Bảo Nhi còn không nói chuyện, Lôi Lâm bên người nàng vội vàng gật đầu. Ca ca rất lợi hại. Bảo Nhi do dự, sau đó nói. Nếu không chúng ta trở về đi. Nàng dù sao hiểu nhiều một ít, không giống Lôi Lâm cùng Dương Niệm Tuyết không có tim không có phổi. Giờ khắc này, nàng đã ý thức được thế giới bên ngoài nguy hiểm, cũng ý thức được ba người mình đi như vậy, là lỗ mãng nguy hiểm cỡ nào. Trở về. Dương Niệm Tuyết lắc đầu. Không, ta muốn đi tìm phụ thân ta. Bảo Nhi nói. Bỏ phiếu, ta tán thành trở về. Cứ như vậy, Bảo Nhi cùng Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Lôi Lâm. Đây là phương pháp các nàng xử lý sự tình khi có ý kiến khác nhau, số ít phục tùng đa số. Hiện tại, ý kiến của Lôi Lâm rất trọng yếu. Lôi Lâm cắn ngón tay nhỏ suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói. Ta cũng muốn gặp ca ca. À, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Niệm Tuyết lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Bảo Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, tam nữ tiếp tục đi tới. Trên đường đi, mới đầu Bảo Nhi còn có chút lo lắng, nhưng đến cuối cùng, Bảo Nhi hoàn toàn yên lòng. Trên đường đi, các nàng gặp rất nhiều người. Trong đó có một ít người không có hảo ý với các nàng, nhưng sau khi Tuyết Nhi nói, phụ thân ta là Dương Diệp, thái độ của những người kia đều ngay lập tức 360 độ chuyển biến. Dương Diệp, vị này là ai? Có thể nói, hiện tại ở Trung Thiên Vũ Trụ danh tiếng tối thịnh, không ai qua được Dương Diệp. Đặc biệt là ở Thiên Trụ Sơn, hiện tại Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp đã không phải là vô địch dưới thiên tôn, mà là vô địch dưới cổ tu giả. Đương nhiên, đây không phải địa phương đáng sợ nhất của Dương Diệp. Địa phương đáng sợ nhất của Dương Diệp là tính cách cùng thủ đoạn xử lý sự tình của hắn. Đây chính là một tên điên, Diệp chó điên. Bởi vậy, sau khi biết được Dương Niệm Tuyết là con gái của Dương Diệp, những người kia đều lập tức cười làm lành xin lỗi. Không chỉ như thế, có còn trợ giúp các nàng. Cũng chính bởi vì như thế, tam nữ một đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh tam nữ tiến vào xích địa. Vượt qua xích địa, chính là Thiên Trụ Sơn. Qua, núi thật lớn. Dương Niệm Tuyết nhìn Thiên Trụ Sơn cao vút trong mây, hưng phấn nói. Núi này thật lớn, thật cao. Ở bên cạnh nàng, Lôi Lâm cùng Bảo Nhi gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Thiên Trụ Sơn này, là núi lớn nhất đời này các nàng thấy. Đi, chúng ta đi leo núi. Lúc này Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói. Cái này, Bảo Nhi có chút do dự. Hai bàn tay nhỏ bé của Dương Niệm Tuyết khoa tay múa chân. Bảo Nhi tỉ tỉ, ngươi không muốn đi lên xem một chút sao? Bảo Nhi nhìn Thiên Trụ Sơn, núi này thật cao a. Phía trên khẳng định rất vui a. Thế nhưng có thể nguy hiểm hay không? Bảo Nhi có chút xoắn xuýt. Lúc này Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói. Dù sao có phụ thân ở đây, sợ cái gì? Lôi Lâm vội vàng gật đầu. Đúng, có ca ca ở đây, không sợ. Tiểu tạp dịch. Nghĩ tới lúc đến, thái độ của những người kia đối với ba người mình, Bảo Nhi nghĩ thầm, tiểu tạp dịch ở địa phương này có lẽ làm ăn không tệ. Hơn nữa ở đây, còn có đám người Liêm Xương tỉ tỉ, hẳn là không có gặp nguy hiểm, không có gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, Bảo Nhi không xoắn suýt do dự, nàng vung tay lên. Đi, chúng ta đi leo núi. Cứ như vậy, ở dưới sự dẫn dắt của Lôi Lâm, tam nữ chỉ chốc lát liền đi tới dưới chân núi Thiên Trụ Sơn, tam nữ muốn đi vào núi, nhưng một lão giả lại xuất hiện ở trước mặt tam nữ. Tuy Linh Lung Thiên Tôn bị giết, nhưng thế lực của nàng vẫn còn, chẳng qua là thay đổi chủ nhân. Bởi vậy dưới mấy tầng Thiên Trụ Sơn, vẫn còn bị thế lực khống chế. Khi lão giả nhìn thấy đám người Bảo Nhi, lão giả lập tức sửng sốt, hắn cho là mình nhìn lầm rồi. Cái quỷ gì? Một thiên địa linh vương, hai hoàng giả cảnh. Lão gia gia, ngươi muốn làm gì? Dương Niệm Tuyết nói. Lão giả lần nữa đánh giá TK ẩm nữ, cuối cùng hắn xác định, mình không có nhìn lầm. Lão giả do dự, sau đó nói. Ba vị muốn. Dương Niệm Tuyết chỉ bên trong. Chúng ta muốn đi vào chơi. Chơi. Khuôn mặt lão giả run rẩy, hắn hầu nghi nhìn tam nữ, cuối cùng hắn do dự một chút, sau đó nói. Các ngươi biết quy củ không? Hắn không có khuyên tam nữ, bởi vì theo hắn, tam nữ này khẳng định không phải người bình thường. Nói giỡn, người bình thường dám tới nơi này sao?
Bởi vậy ở trong nội tâm lão giả, tam nữ đã trở nên vô cùng thần bí. Quy củ. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, lúc này Bảo Nhi nói. Ta biết rõ, ta biết rõ. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng mở ra, một viên đá năng lượng xuất hiện ở trước mặt lão giả. Phí vào cửa, ta hiểu rõ, hiểu rõ. Đá năng lượng, loại đá năng lượng bình thường nhất kia. Nhìn thấy đá năng lượng, thần sắc lão giả lập tức cổ quái. Ngại ít sao? Lúc này Bảo Nhi lại lấy ra 10 viên đá năng lượng đưa tới trước mặt lão giả. Đủ chưa? Lão giả. Dương Niệm Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo góc áo Bảo Nhi, nói khẽ. Bảo Nhi tỉ tỉ, giống như không đủ. Bảo Nhi đang muốn tiếp tục cầm đá năng lượng, lúc này lão giả đột nhiên nói. Ba vị đây là tới trêu đùa lão phu sao? Âm thanh có chút trầm, còn có một chút nghiêm trọng. Bảo Nhi cùng Dương Niệm Tuyết nhìn nhau một cái, cuối cùng, Dương Niệm Tuyết đi tới trước mặt lão giả kia, nàng do dự, sau đó nói khẽ. Ta nói với ngươi, phụ thân ta là Dương Diệp, hắn bảo chúng ta đến. Dương, lão giả sửng sốt, sau đó nói. Dương Diệp, Dương Niệm Tuyết vội vàng gật đầu. Yết hầu lão giả lăn lăn, ở trong u minh có một đôi mắt đang theo dõi hắn. Cuối cùng, ở dưới tam nữ nhìn soi mói, khuôn mặt lão giả lộ ra dáng cười hòa ái. Thì ra là thế, ta hiểu được. Ba vị, mời các ngươi vào. Không thu phí vào cửa sao? Bảo Nhi nói. Lão giả lắc đầu. Không thu. Linh Lung Thiên Tôn là chết như thế nào, toàn bộ thiên bảo các người nào không biết. Đó là bị Dương Diệp giết a. Bởi vậy người mới nhậm chức thiên bảo các chủ ở ngày đầu tiên tiền nhiệm đã phát một mệnh lệnh, không được trêu chọc Dương Diệp. Kỳ thật, ở thiên trụ sơn này, ngoại trừ mấy cổ tu giả, không người nào dám trêu chọc Dương Diệp. Cho dù là mấy đại thiên tôn còn lại cũng không dám. Nghe lão giả nói, Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Bảo Nhi. Phụ thân còn dễ dùng hơn đá năng lượng. Bảo Nhi gật đầu một cái. Đích thực. Cứ như vậy, ba tiểu cô nương nghênh ngang tiến vào thiên trụ sơn. Tại chỗ, lão giả nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ôm quyền nói. Dương thiếu gia, thiên bảo các chúng ta đối với các hạ không có ác ý. Lúc trước Linh Lung Thiên Tôn làm sự tình, tất cả đều là cá nhân nàng, cùng thiên bảo các chúng ta không quan hệ, kính xin các hạ minh giám. Xung quanh không có trả lời. Lão giả do dự một chút, sau đó lại nói. Các chủ nói, nếu các hạ có thời gian, hắn muốn gặp các hạ, chuyên môn vì sự tình lúc trước của Linh Lung Thiên Tôn xin lỗi. Xung quanh như trước không có trả lời. Chẳng lẽ đã tiến vào? Tại chỗ, lão giả nhíu mày trầm tư. Phụ thân ta là Dương Diệp. Ở trong thiên trụ sơn, một âm thanh thanh thúy thỉnh thoảng vang lên. Thành cổ. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời hạ xuống, biến mất ở trong thành cổ Dương gia. Nhưng rất nhanh, đạo kiếm quang này phóng lên trời, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh kích bắn về phía chân trời. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, ở phía sau hắn là Tô Thanh Thi. Dương Diệp vừa trở lại Dương gia. Liền biết sự tình tam nữ trốn đi. Khi biết tam nữ trốn đi, tâm Dương Diệp lần đầu tiên có chút luống cuống. Tam nữ này, đều là thịt trong lòng hắn. Bất kể là Tuyết Nhi, hay Bảo Nhi, Lỗi Lâm, tam nữ ở trong lòng hắn, không có bất kỳ khác nhau. Bất luận ai cũng không thể xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Thi từ sau lưng ôm eo Dương Diệp, các nàng hẳn là đi Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp nói, vì cái gì? Tô Thanh Thi nói khẽ. Tuyết Nhi nhiều lần từng nói muốn đi tìm phụ thân. Nghe vậy, tâm Dương Diệp không hiểu đau xót. Tô Thanh Thi ôm eo Dương Diệp thật chặt, sau đó nói. Thật có lỗi, là ta sơ sót. Dương Diệp lắc đầu. Là lỗi của ta, thời gian ta làm bạn bên cạnh các ngươi quá ít. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm dưới chân hắn run lên kịch liệt, tốc độ kia trong nháy mắt bạo tăng. Thiên Trụ Sơn. Trong thiên trụ sơn, ba tiểu cô nương không thể nghi ngờ là cực kỳ bắt mắt. Bởi vì ba tiểu cô nương thật sự là quá yếu quá yếu. Thỉnh thoảng có thần thức quét tới ba tiểu cô nương. Những thần thức này, phần lớn đều đứng ở trên người Lôi Lâm. Thiên địa linh vương, dùng để làm khí linh không thể tốt hơn. Nhưng có rất ít người động thủ, bởi vì bọn họ sờ không rõ tình huống. Theo bọn họ, ở thiên trụ sơn này không có một người đơn giản. Ba tiểu cô nương kia yếu như vậy, nhưng lại dám đi vào,
cái này nhất định không bình thường. Có chuyện ẩn ở bên trong. Chuyện ẩn lớn ở bên trong. Mà cho dù có người muốn ra tay, cũng bị Dương Niệm Tuyết một câu, phụ thân ta là Dương Diệp cứng rắn ép trở về. Ở Thiên Trụ Sơn này, hiện tại không thể gây nhất chính là Dương Diệp. Đây chính là một vị sát thần. Hơn nữa theo bọn họ, Dương Diệp nhất định là giấu ở trong tối. Bởi vậy trước khi rời đi, những người kia còn hướng bốn phía ôm quyền xin lỗi. Cứ như vậy, ba tiểu cô nương một đường thông suốt. Rất nhanh, tam nữ đi tới tầng thứ 10. Nhìn những sương mù ở xung quanh, Dương Niệm Tuyết nói khẽ. Chỗ này cảm giác không thoải mái, chúng ta đi thôi. Bảo Nhi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai nữ nhìn về phía Lôi Lâm hiểu ý, tay nhỏ khẽ vẫy, một lôi long xuất hiện ở trước mặt các nàng. Mà thời điểm tam nữ muốn ly khai, đột nhiên một âm thanh chói tai bén nhọn vang lên. Đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang từ trong sương mù thoáng hiện, sau đó lao về phía tam nữ. Tam nữ hoảng hốt. Bảo Nhi vội vàng lôi kéo góc áo Dương Niệm Tuyết. Nói mau, nhanh, nhanh. Đúng lúc này, Lôi Lâm ở một bên đột nhiên lớn tiếng nói. Phụ thân nàng là Dương Diệp. Nhưng hắc quang kia tốc độ y nguyên không giảm. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Lôi Lâm mở thật to. Người có phải hay không không nghe thấy? Đang thời điểm hắc quang muốn bao phủ tam nữ, đột nhiên một đạo ánh sáng màu lục thoáng hiện, đạo ánh sáng màu lục kia trực tiếp đánh nát hắc quang. Rất nhanh, một dị linh màu tím xuất hiện ở trước mặt tam nữ. Xấu quá! Lôi Lâm thình lình nói một câu. Nghe vậy, ánh mắt dị linh kia lập tức băng lạnh xuống. Lúc này, Bảo Nhi liền tranh thủ kéo Lôi Lâm về phía sau, sau đó nói. Cái kia, người cũng không phải quá xấu. Dị linh. Một lát sau, dị linh kia trầm giọng nói. Dương Diệp ở nơi nào? Dương Niệm Tuyết đang muốn nói chuyện, lúc này Bảo Nhi đột nhiên nói. Hắn nói hắn. Sẽ tới. Đến. Dị linh kia nheo mắt. Hắn tới làm gì? Bảo Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đến chơi. Dị linh. Lúc này Bảo Nhi lại nói. Chúng ta cũng là đến chơi mà thôi. Dị linh lạnh lùng nhìn đám người Bảo Nhi, sau đó nói. Rời khỏi đây, trở về nói cho Dương Diệp, dị linh tộc chúng ta không muốn đối địch với hắn, nhưng dị linh tộc chúng ta cũng không phải mặc người xâm lấn. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó cong ngón búng ra, một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Bảo Nhi. Bên trong là 30 viên linh đan, nói cho hắn biết, những cái này có lẽ đã đủ hắn dùng. Nói xong, hắn xoay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, tam nữ nhìn nạp giới trước mặt, có chút phát mộng. Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói. Chúng ta, giống như chưa nói ăn cướp a. Bảo Nhi thu nạp giới vào, sau đó nói. Chúng ta không thể đi leo núi rồi, chúng ta phải tìm được tiểu tạp đích. Giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được ba người mình nguy hiểm cỡ nào. Mặc dù tên tuổi của tiểu tạp dịch dễ dùng, nhưng vạn nhất gặp phải không biết tiểu tạp dịch thì sao? Dương Niệm Tuyết do dự, cũng khẽ gật đầu. Mặc dù nàng không có tim không có phổi, nhưng cũng không ngốc. Cũng biết hiện tại ba người mình tình cảnh không có tốt như vậy, tam nữ không có tiếp tục mò mẫm đi dạo khắp nơi, đi tới tầng thứ 9, muốn tiếp tục xuống, mà lúc này, thông đạo màu lam trên không tầng thứ 9 đột nhiên rung rung. Tam nữ ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo màu lam. Chỗ đó làm sao vậy? Dương Niệm Tuyết nói khẽ. Bảo Nhi lắc đầu. Không biết. Giống như có cái gì muốn đi ra. Tuyết Nhi nói. Bảo Nhi nói. Mặc kệ, chúng ta đi mau, đi tìm tiểu tạp dịch. Nói xong, nàng lôi kéo Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, thông đạo màu lam đột nhiên run lên kịch liệt, thoáng qua, một đạo kim quang từ trong đó bắn như chớp ra. Kim quang tán đi, một nam tử mặc khôi giáp kim sắc, tay cầm thương xuất hiện ở cách tam nữ không xa. Người thượng giới tới. Hai mắt nam tử kim giáp chậm rãi nhắm lại, đã qua hồi lâu, kim quang trên người hắn dần dần bình tĩnh xuống. Lúc này hắn mở mắt, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Bổn tướng từ thượng giới đến, phụng lệnh nhân tộc nhân quân, đến đây đánh chết nhân tộc dị loại Dương Diệp, có ai biết hắn ở nơi nào không? Đánh chết Dương Diệp. Đám người Bảo Nhi vốn muốn đi lập tức ngừng lại, Dương Niệm Tuyết nhìn nam tử kim giáp, muốn nói cái gì, nhưng bị Bảo Nhi vội vàng bịt miệng lại. Bảo Nhi lắc cái đầu nhỏ,
sau đó lôi kéo Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm chậm rãi thối lui. Không chung, trầm mặc một hồi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Vì sao nhân quân muốn giết Dương Diệp? Nam tử kim giáp nhìn về bên phải. Người này không chỉ tu ma, còn tu luyện công pháp phu tộc, thánh kiếm quyết không thể ở trong tay hắn. Nếu biết rõ tung tích của hắn, có thể cáo chi cho ta. Nói xong, hắn lấy ra tấm chắn kim sắc. Vật ấy, đế cấp thượng phẩm, người biết rõ tung tích của hắn, vật này chính là của hắn. Thanh âm kia lại nói. Các ngươi nhận thức Dương Diệp là lúc trước, mà bây giờ, hắn đã không giống như lúc trước. Cho nên, nếu các ngươi thật sự muốn giết hắn, trước phải hiểu rõ thực lực của hắn lại đến. Nam tử kim giáp lạnh nhạt nói. Đây là sự tình của chúng ta, không cần các hạ quan tâm. Trầm mặc mấy tức, âm thanh kia lần nữa vang lên. Ta không biết tung tích của hắn, nhưng ta biết phương pháp có thể tìm hắn. Nói. Nam tử kim giáp nói. Thanh âm kia nói. Chứng kiến ba tiểu cô nương kia không? Ba tiểu cô nương này, trong đó có một cái tự xưng là con gái của Dương Diệp. Nếu như ngươi nàng bắt, ta tin tưởng, Dương Diệp tất nhiên sẽ xuất hiện. Nghe nói như thế, sắc mặt Bảo Nhi đại biến, sau đó nàng lôi kéo hai nữ nhanh chóng chạy như điên. Nhưng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ các nàng, bị cổ lực lượng kia bao phủ, tam nữ không cách nào nhúc nhích. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tam nữ. Người trung niên này đúng là cổ đế. Cổ đế nhìn nam tử kim giáp cười cười, sau đó nói. Theo ta được biết, nhân quân ở thượng giới, là nhân nghĩa chi quân, là một trong mấy người đứng đầu nhân tộc chúng ta. Nhưng thủ hạ của hắn xuống hạ giới, làm những chuyện như vậy, thật sự là để người khó có thể khen tặng. Nam tử kim giáp nhìn cổ đế, sau đó nói. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, vĩnh viễn sẽ không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần kết quả là tốt, về phần quá trình, không từ thủ đoạn một chút, lại có quan hệ gì? Cổ đế cười nhẹ. Lại có quan hệ gì? Các hạ dùng mấy tiểu cô nương đến uy hiếp Dương Diệp, cái không từ thủ đoạn này, nếu truyền đến thượng giới, cái này đối với danh dự của nhân quân, giống như không tốt lắm đâu. Nam tử kia nhìn cổ đế. Đây là ta làm, cùng nhân quân lại có quan hệ gì? Còn nữa, ai sẽ truyền đi lên? Các hạ sao? Thứ cho ta nói thẳng, về sau chỉ sợ các hạ không có cơ hội rồi. Nói xong, hắn điểm nhẹ một cái. Trường thương trong tay hắn hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn về phía cổ đế. Thần sắc cổ đế bình tĩnh, hắn tay phải điểm nhẹ một cái, không gian trước mặt hắn vỡ tung, ngay sau đó, một thanh trường thương từ trong đó bắn như chớp ra, cùng kim quang oanh lại với nhau. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang tán đi. Không chung, nam tử kim giáp nhìn trường thương trong tay mình, sau đó nói. Thực lực không tệ. Nói xong. Thân hình của hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang biến mất ngay tại chỗ. Cổ đế đang muốn ra tay, đột nhiên, một tấm phù lục kim sắc xuất hiện ở trên không cổ đế, thoáng qua, trong phù lục bay ra một chữ nhỏ kim sắc. Chấn. Thời điểm chữ này xuất hiện. Bành. Cổ đế bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nam tử kim giáp cười lạnh một tiếng. Vật ấy chính là nhân quân ban tặng, há là ngươi có thể ngăn cản. Nói xong. Ánh mắt của hắn rơi vào đám người Bảo Nhi, tay phải vung lên, một cổ khí tức bay thẳng đến tam nữ. Đúng lúc này, tam nữ nắm tay nhau, con mắt nhanh đóng chặt lại, đặc biệt là Lôi Lâm, thân thể rung động, trong miệng còn không ngừng nói. Ta không ham chơi nữa, ta không dám ham chơi nữa. Ông, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Khí tức của nam tử kim giáp trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nói cho ta biết, người muốn chết như thế nào? Muốn chết như thế nào? Theo âm thanh rơi xuống, một nam tử thanh sam cùng một nữ tử váy xanh xuất hiện. Nam tử không tính tuấn mỹ, nhưng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, trên người có khí chất kiệt ngạo bất. Tuân. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh dương, mái tóc như thác, dung nhan tuyệt mỹ, thuộc về loại để người nhìn một cái liền khó có thể quên. Nam tử cùng nữ tử kia, đúng là Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi. Dương Diệp. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Bây giờ ở Thiên Trụ Sơn này, Dương Diệp tuyệt đối thuộc về tồn tại cấm kỵ, căn bản không người dám đi gây, đừng nói trên người hắn có thánh kiếm, coi như bảo vật tốt hơn thánh kiếm, cũng không có ai dám đi động.
Tuy phía dưới không có người nào dám trêu, nhưng phía trên có trong chàng, rất nhiều người nhìn có chút hả hê. Phụ thân. Lúc này, một âm thanh thanh thúy phá vỡ bình tĩnh, ở trong ánh mắt của mọi người, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bay đến trong ngực Dương Diệp. Bảo Nhi cùng Lôi Lâm cũng đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhưng giờ phút này, Bảo Nhi lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hiển nhiên, nàng si cũng biết lần này mình gây họa. Về phần Lôi Lâm thì không có nghĩ nhiều như vậy, nàng trực tiếp kéo tay Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sáng lạn. Nhìn tam nữ, Dương Diệp vốn muốn trách cứ toàn bộ không biết bay đi nơi nào. Trách cứ? Kỳ thật, trách nhiệm quan trọng nhất là hắn. Lại đây. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên nói. Nghe Tô Thanh Thi nói, Tuyết Nhi trong ngực Dương Diệp nhìn Dương Diệp thè lưỡi, sau đó ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi bình thường rất ít nói chuyện, nhưng Dương Niệm Tuyết đối với tính tình của vị mẫu thân này là rất rõ ràng. Nàng biết rõ, nếu mẫu thân mình tức giận, hậu quả kia nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Tô Thanh Thi nhìn Tuyết Nhi, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cẩn thận! Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử kim giáp cách đó không xa. Nhân quân phái xuống. Nam tử kim giáp đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. Khó trách người trước đó phái xuống sẽ chết, không thể không nói, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Dương Diệp nói. Ngươi ở trên kia xuống, không phải là chuyên môn đến khoa trương ta chứ? Ánh mắt của nam tử kim giáp dần dần băng lạnh xuống. Dương Diệp, giao thánh kiếm ra, ta cho ngươi toàn thây, như thế nào? Dương Diệp cười cười. Vốn ta nghĩ ngươi chỉ là đến muốn kiếm, không nghĩ tới, ngươi không chỉ muốn kiếm, còn muốn mạng của ta. Nam tử kim giáp nói. Ngươi không chỉ tu luyện công pháp tà đạo, còn tu luyện công pháp phu tộc, ở thượng giới, ngươi là thuộc về công nhiên phản bội nhân tộc, chết một vạn lần cũng không đủ. Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Thứ cho ta nói thẳng, ta học gì đó, liên quan cái quái gì tới nhân quân hắn. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Hiện tại ta để đầu ngươi dọn nhà. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, thoáng qua, hắn cùng với đạo kiếm quang kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng, nam tử kim giáp kia đã bị chấn đến hơn ngàn trượng. Chờ mọi người phục hồi lại tinh thần, mấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở bốn phía nam tử kim giáp, vài đạo kiếm quang kia nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản khó có thể trông thấy. Giờ khắc này, trong lòng nam tử kim giáp rung động không gì sánh kịp. Rung động. Thực lực của Dương Diệp, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ khắc này, hắn không dám có chút khinh thị, tay phải vung lên, một tấm phù lục từ lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng bay ra, phù kia khẽ run lên, một kim tự tử trong đó vọt ra. Chấn. Sau khi chữ chấn xuất hiện, vài đạo kiếm quang trước mặt hắn bị chữ này chấn vỡ. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này. Trong mắt Dương Diệp hiện lên kinh ngạc, đây là cái đồ chơi gì? Cẩn thận một ít. Lúc này cổ đế xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp nói. Đồ chơi kia là nhân quân cho hắn, uy lực rất mạnh, không thể chủ quan. Nhân quân cho. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này chữ chấn đột nhiên kích xạ về phía hắn. Không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu khởi động, sau đó điểm ra một chỉ. Kiếm chỉ. Oanh! Tay Dương Diệp run lên kịch liệt, sau đó cả người hắn lui trọn vẹn mấy trăm trượng, mà chữ chấn cũng bị Dương Diệp đánh bay. Cách đó không xa, thần sắc của nam tử kim giáp chìm xuống. Hắn không nghĩ tới, chữ chấn sẽ bị Dương Diệp đẩy lui. Đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Nam tử kim giáp nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp nói. Ta không có hứng thú nghe ngươi lên mặt. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên nhiều thêm một thanh kiếm, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Sắc mặt nam tử kim giáp đại biến, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong chàng, thời điểm cổ lực lượng thần bí kia xuất hiện, kiếm của Dương Diệp tốc độ bạo tăng. Giờ khắc này, trong đầu nam tử kim giáp chỉ còn lại có một ý niệm. Đã xong. Quả nhiên đã xong. Một hơi sau, trong chàng khôi phục bình tĩnh, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đầu của nam tử kim giáp đột nhiên từ trên cổ rớt xuống. Trong nháy mắt, trong chàng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh giống như chết, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy,
trên người nam tử kim giáp đeo nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn. Không có để ý mọi người, hắn nhìn về phía cổ đế. Chuyện lúc trước, đa tạ. Cổ đế nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cười nói. Việc nhỏ mà thôi. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Bảo Nhi đột nhiên nói. Tiểu tạp dịch, vừa rồi có người bán đứng chúng ta, nói nam tử kim giáp kia đến bắt chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp trong nháy mắt băng lạnh xuống. Hắn biết rõ, ở Thiên Trụ Sơn này có vô số người muốn hắn chết, nhưng nghĩ và làm là hai việc khác nhau. Ngươi có thể nghĩ, nhưng ngươi đừng làm, đặc biệt là còn liên quan đến đám người Tuyết Nhi. Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào, dám làm không dám chịu sao? Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên chỉ vào Hậu Khanh. Đều là hắn nói, hắn ép ta nói. Tiểu Bạch lập tức nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh. Cuối cùng, ở dưới Hậu Khanh không ngừng nhận lỗi, lúc này Tiểu Bạch mới bỏ qua. Mà Dương Diệp cũng bắt đầu dạy Tiểu Bạch cùng Tuyết Nhi kiếm kỹ. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều làm bạn với đám người Tô Thanh Thi cùng Tuyết Nhi. Mà Thiên Trụ Sơn cũng không có chuyện gì phát sinh, khó được bình tĩnh. Nửa tháng sau, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, đi tới Thiên Trụ Sơn tầng thứ 11. Hắn tự nhiên không có quên, ước định của hắn cùng với Thiên Ma tộc tộc trưởng. Mà Vân Bích đã sớm chờ ở đó. Đi theo ta. Vân Bích nói xong, cả người hóa thành một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Rất nhanh, hai người tới trong hư không. Vân Bích nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải nhẹ nhàng tìm tòi về phía trước. Cái tìm tòi này, không gian chung quanh như gặp phải trọng kích, run lên kịch liệt. Ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu hai người, xuất hiện một màn sáng đủ mọi màu sắc. Cái này là kết giới. Dương Diệp hỏi. Vân Bích khẽ gật đầu. Chính là thứ này, vây khốn Thiên Ma tộc ta vô số năm. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, trong tay hiện lên kim quang, một thanh kiếm xuất hiện. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn màn sáng, sau một khắc, một đạo kiếm khí màu vàng kim phá không. Rất nhanh, kiếm khí màu vàng kim bổ vào màn sáng, trong chốc lát. Oanh! Toàn bộ hư không run lên kịch liệt, nhưng màn sáng kia không có phát tán, chỉ xuất hiện một chút vết rạn. Vân Bích nói. Cũng không nên xem nhẹ, tuy trải qua vô số năm, trận này đã là thời điểm suy yếu nhất, nhưng dù sao cũng từng được đại năng bố trí, vẫn có chỗ đặc thù. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn bước ra một bước, kiếm vực ra. Thoáng qua, một đạo kim quang thoáng hiện. Rầm rầm rầm. Trong hư không, tiếng nổ đi đùng không ngừng vang lên. Theo những tiếng nổ đi đùng này không ngừng vang lên, màn sáng phía chân trời dần dần hư ảo. Một khắc sau. Oanh! Màn sáng đột nhiên nổ tung ra thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng từ chân trời rơi xuống. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã nghe được phía dưới có vô số tiếng hoan hô. Không có đi quản những tiếng hoan hô kia, Dương Diệp thu kiếm, nhìn về phía Vân Bích cách đó không xa. Tiền bối, giữa chúng ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vân Bích nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Tiền bối không phải là muốn giết ta chứ? Vân Bích lắc đầu. Vì sao ta phải giết ngươi? Dương Diệp cười nói. Bị tiền bối nhìn xem như vậy, trong nội tâm ta có chút sợ hãi. Vân Bích nói. Ngươi nên biết, Thiên Ma tộc ta có một ít năng lực đặc thù, chính là có thể chứng kiến tương lai của một ít người. Đương nhiên, tương lai là không xác định, nhưng có khi cũng là cố định. Dương Diệp nói. Tiền bối muốn nói cái gì? Vân Bích nói. Ta nhìn thấy một ít tương lai của ngươi. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này Vân Bích lại nói. Đương nhiên, ta là thông qua người bên cạnh ngươi đến xem tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi, ta không cách nào nhìn thấu, bởi vì có lực lượng thần bí thay ngươi che lấp. Nhưng ta có thể thông qua người bên cạnh ngươi đến xem. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó nói. Người bên cạnh ngươi, có vẻ rất thống khổ. Dương Diệp trầm mặc chốc lát, sau đó cười nói. Theo như lời tiền bối, tương lai, là không xác định. Cho dù có đôi khi cố định, nhưng kia lại thế nào? Chúng ta tập võ là vì cái gì? Là vì cải biến vận mệnh của mình. Có đôi khi,
thiên định thắng nhân, nhưng cũng có đôi khi, là nhân định thắng thiên. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Nhân sinh một người, là hèn là quý, nhút nhát hay kiêu hùng, toàn bộ nhìn chúng ta. Cường giả chi tâm. Vân Bích mỉm cười nói. Cường giả, không ngừng vươn lên, ta tin tưởng, chúng ta còn có thể gặp mặt. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó cũng đi ra thiên ma thế giới. Hắn không có rời thiên trụ sơn, mà tiếp tục lên trên, rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ 12. Cũng là tầng cuối cùng của thiên trụ sơn. Kết giới. Tử Nhi cùng Tiểu Thất ở thượng giới, huyết nữ cũng cần đi thượng giới mới có thể phục sinh. Cái thượng giới này, hắn là nhất định phải đi. Vừa bước vào tầng thứ 12, một cỗ uy áp cực kỳ cường đại nghiền ép đến. Mạnh, cực kỳ mạnh, còn mạnh hơn Vân Bích cho hắn. Dạy Tiểu Bạch kiếm kỹ. Đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào a? Tiểu Bạch bình thường rất hiểu chuyện, nhưng một khi nàng không hiểu chuyện, kia quả thực là coi trời bằng vung, đặc biệt là ở trong Hồng Mông Tháp, có Hồng Mông Tháp làm chỗ dựa, nàng thật sự có thể đi ngang. Mà một khi nàng học được kiếm kỹ, đầu tiên nhất định sẽ cầm hai người bọn họ khai đao. Nếu như Tiểu Bạch dùng kiếm bình thường, hai người bọn họ tự nhiên không sợ hãi, nhưng Tiểu Bạch dùng là nhân quân kiếm A. Kiếm kia có thể phá phòng ngự của bọn họ. Nghe Hậu Khanh và Cùng Kỳ nói, Tiểu Bạch trước là ngây cả người, sau đó nàng nhìn về phía Cùng Kỳ và Hậu Khanh, lúc này đây, không phải trong nháy mắt, mà là nhìn hằm hằm. Hậu Khanh và Cùng Kỳ bị Tiểu Bạch nhìn ra đầu run lên, vừa rồi dưới tình thế cấp bách quên truyền âm A. Cái này thú vị rồi, lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên chỉ vào Hậu Khanh. Đều là hắn nói, hắn ép ta nói. Tiểu Bạch lập tức nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh. Cuối cùng, ở dưới Hậu Khanh không ngừng nhận lỗi, lúc này Tiểu Bạch mới bỏ qua. Mà Dương Diệp cũng bắt đầu dạy Tiểu Bạch cùng Tuyết Nhi kiếm kỹ. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều làm bạn với đám người Tô Thanh Thi cùng Tuyết Nhi. Mà Thiên Trụ Sơn cũng không có chuyện gì phát sinh, khó được bình tĩnh. Nửa tháng sau, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, đi tới Thiên Trụ Sơn tầng thứ 11. Hắn tự nhiên không có quên, ước định của hắn cùng với Thiên Ma tộc tộc trưởng. Mà Vân Bích đã sớm chờ ở đó. Đi theo ta. Vân Bích nói xong, cả người hóa thành một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Rất nhanh, hai người tới trong hư không. Vân Bích nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải nhẹ nhàng tìm tòi về phía trước. Cái tìm tòi này, không gian chung quanh như gặp phải trọng kích, run lên kịch liệt. Ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu hai người, xuất hiện một màn sáng đủ mọi màu sắc. Cái này là kết giới. Dương Diệp hỏi. Vân Bích khẽ gật đầu. Chính là thứ này, vây khốn thiên ma tộc ta vô số năm. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, trong tay hiện lên kim quang, một thanh kiếm xuất hiện. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn màn sáng, sau một khắc, một đạo kiếm khí màu vàng kim phá không. Rất nhanh, kiếm khí màu vàng kim bổ vào màn sáng, trong chốc lát. Oanh! Toàn bộ hư không run lên kịch liệt, nhưng màn sáng kia không có phát tán, chỉ xuất hiện một chút vết rạn. Vân Bích nói, cũng không nên xem nhẹ, tuy trải qua vô số năm, trận này đã là thời điểm suy yếu nhất, nhưng dù sao cũng từng được đại năng bố trí, vẫn có chỗ đặc thù. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn bước ra một bước, kiếm vực ra. Thoáng qua, một đạo kim quang thoáng hiện. Rầm rầm rầm. Trong hư không, tiếng nổ đi đùng không ngừng vang lên. Theo những tiếng nổ đi đùng này không ngừng vang lên, màn sáng phía chân trời dần dần hư ảo. Một khắc sau, oanh, màn sáng đột nhiên nổ tung ra thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng từ chân trời rơi xuống. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã nghe được phía dưới có vô số tiếng hoan hô. Không có đi quản những tiếng hoan hô kia, Dương Diệp thu kiếm, nhìn về phía Vân Bích cách đó không xa. Tiền bối, giữa chúng ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vân Bích nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Tiền bối không phải là muốn giết ta chứ? Vân Bích lắc đầu. Vì sao ta phải giết ngươi? Dương Diệp cười nói. Bị tiền bối nhìn xem như vậy, trong nội tâm ta có chút sợ hãi. Vân Bích nói. Ngươi nên biết,
Thiên ma tộc ta có một ít năng lực đặc thù, chính là có thể chứng kiến tương lai của một ít người, đương nhiên, tương lai là không xác định, nhưng có khi cũng là cố định. Dương Diệp nói, tiền bối muốn nói cái gì? Vân Bích nói, ta nhìn thấy một ít tương lai của ngươi. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này Vân Bích lại nói. Đương nhiên, ta là thông qua người bên cạnh ngươi đến xem tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi, ta không cách nào nhìn thấu, bởi vì có lực lượng thần bí thay ngươi che lấp. Nhưng ta có thể thông qua người bên cạnh ngươi đến xem. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó nói. Người bên cạnh ngươi, có vẻ rất thống khổ. Dương Diệp trầm mặc chốc lát, sau đó cười nói. Theo như lời tiền bối, tương lai, là không xác định. Cho dù có đôi khi cố định, nhưng kia lại thế nào? Chúng ta tập võ là vì cái gì? Là vì cải biến vận mệnh của mình. Có đôi khi, thiên định thắng nhân, nhưng cũng có đôi khi, là nhân định thắng thiên. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Nhân sinh một người, là hèn là quý, nhút nhát hay kiêu hùng, toàn bộ nhìn chúng ta. Cường giả chi tâm. Vân Bích mỉm cười nói. Cường giả, không ngừng vươn lên. Ta tin tưởng, chúng ta còn có thể gặp mặt. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó cũng đi ra thiên ma thế giới. Hắn không có rời thiên trụ sơn, mà tiếp tục lên trên, rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ 12. Cũng là tầng cuối cùng của thiên trụ sơn. Kết giới. Tử Nhi cùng tiểu thất ở thượng giới, huyết nữ cũng cần đi thượng giới mới có thể phục sinh. Cái thượng giới này, hắn là nhất định phải đi. Vừa bước vào tầng thứ 12, một cỗ uy áp cực kỳ cường đại nghiền ép đến. Mạnh, cực kỳ mạnh, còn mạnh hơn Vân Bích cho hắn. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, thi triển ra kiếm vực, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Suy, trong tràng phảng phất như có đồ vật gì đó bị xé nứt. Hả? Lúc này, một tiếng kinh dị vang lên. Thoáng qua, tầng mây phía chân trời đột nhiên phân ra, ngay sau đó, một đầu rồng cực lớn từ trong tầng mây dò xét ra. Cự long cúi đầu, đi tới trên không Dương Diệp trăm trượng, nó bao quát lấy Dương Diệp, ánh mắt coi thường, tựa như một thiên thần nhìn chăm chú lên một con sâu cái kiến, cự long này, đúng là Trúc Long. Dương Diệp ngẩng đầu cùng Trúc Long đối mặt, trong mắt không hề sợ hãi. Là ngươi? Trúc Long đột nhiên lên nói. Hắn nhận ra Dương Diệp, sở dĩ nhận ra Dương Diệp, tự nhiên là bởi vì tiểu thất. Dương Diệp nói, tiền bối không đi thượng di cưới. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Trúc Long nói, Dương Diệp nhún vai. Chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Trúc Long bao quát lấy Dương Diệp. Nhân loại, ta mặc kệ ngươi cùng tiểu thất có quan hệ gì, nhưng ngươi phải hiểu được một điểm, tiểu thất là thiên chi kiều nữ, nàng, căn bản không phải ngươi có thể tiếp xúc. Các ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, sau đó nói. Tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, đây là chuyện giữa ta cùng với tiểu thất. Hai mắt Trúc Long nhắm lại, sau một khắc, một cỗ long uy cực kỳ cường đại từ chân trời trút xuống. Long uy. Long uy chân chính, so với thiên địa chi uy còn muốn khủng bố. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác phảng phất như trời sập. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bước ra một bước. Kiếm vực ra. Kiếm vực ra, một thanh kiếm hư ảo ở trong kiếm vực tung hoành lấp lánh, long uy ở trong kiếm vực bị chuôi kiếm này xé thành mảnh nhỏ. Kiếm vực. Lúc này, Trúc Long đột nhiên nói, trong thanh âm mang theo kinh ngạc. Dương Diệp nhìn Trúc Long, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, hắn có thể cảm giác được, ở trên hư không có một kết giới vô hình. Kết giới này, mạnh hơn rất nhiều kết giới trước đó hắn chém nát. Không có nắm chắc. Hoàn toàn không có nắm chắc chém nát. Trầm mặc một hồi lâu, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Trúc Long đột nhiên nói. Tiểu thất cùng ngươi quan hệ như thế nào? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói. Bằng hữu, bằng hữu. Trúc Long trầm giọng nói. Tiểu tử, người có sát lục chi tâm, còn lĩnh ngộ sát ý, những thứ này đều là phụ. Quan trọng nhất là, người còn tu luyện công pháp phu tộc cùng với công pháp tu ma giả. Nếu để cho phụ thân nàng biết rõ, tất nhiên sẽ diệt ngươi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Trúc Long. Tiền bối tự thượng giới đến, nên biết phu tổ a. Tự nhiên,
Trúc Long nói. Dương Diệp nói. Nhân quân cùng thiên quân kia nhân nghĩa, lợi hại như vậy, tại sao bọn họ không đi giết phu tổ? Trúc Long. Dương Diệp khinh thường cười cười. Cái gọi là nhân nghĩa, đều là hư giả, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mới là thật. Về phần thiên quân, thứ cho ta nói thẳng, ta là cùng nữ nhi của hắn kết giao bằng hữu, cũng không phải cùng hắn kết giao bằng hữu, ta học công pháp gì, ta là người như thế nào, liên quan gì đến hắn. Trúc Long giận quá mà cười. Tiểu tử, người có biết ngươi rất điên cuồng hay không? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không biết. Trúc Long nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ kiếm vực thì rất nghiêu, thực lực của nhân quân cùng thiên quân vượt xa ngươi, đừng nói bọn họ, chỉ là một ít thủ hạ của bọn họ cũng đủ để đánh chết ngươi. Làm người, vẫn nên. Lúc này Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Trúc Long nói. Bọn họ sống bao nhiêu năm? Trúc Long. Dương Diệp nhìn Trúc Long. Thứ cho ta nói thẳng, cho ta 10 năm, nhân quân thiên quân, đều phải quỳ xuống cho lão tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trúc Long ngây ngẩn cả người. Rời khỏi Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp đang muốn đi tìm đám người Dương Liêm Sương, đột nhiên một tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó, một cây kim bổng ở trong hư không khẽ quét mà qua. Oanh! Trong hư không, truyền đến một tiếng nổ kinh thiên. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Trụ Sơn run lên kịch liệt. Hầu tử! Dương Diệp do dự, sau đó kích bắn về phía đó. Rất nhanh, Dương Diệp gặp được hầu tử, mà ở đối diện hầu tử, là trung niên đầu trọc. Mà ở trong tay nam tử đầu trọc, có một tiểu nhân to bằng lòng bàn tay kim sắc, quanh người tiểu nhân bị kim quang bao phủ. Nhìn thấy Dương Diệp, hầu tử đột nhiên nói. Ngươi rốt cuộc đã tới, đến, ngươi lên, hay là cùng tiến lên? Dương Diệp kinh ngạc nhìn hầu tử. Lừa người. Dương Diệp thật không ngờ, cái con khỉ này vậy mà cũng sẽ lừa người. Quả nhiên, nam tử đầu trọc kia nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lúc này Dương Diệp đã không phải là Dương Diệp lúc trước. Hiện tại Dương Diệp, ở giới này, không có ai không kiêng kỵ. Dương Diệp cũng nhìn về phía nam tử đầu trọc, Dương Diệp hắn là người có thù tất báo, lúc trước nam tử đầu trọc kia muốn giết hắn đoạt kiếm. Việc này, hắn tự nhiên không quên. Lúc này, nam tử đầu trọc đột nhiên nói. Ta khuyên các hạ không nên trộn lẫn vào sự tình của Phật gia chúng ta cùng nghiệt xúc này, bằng không thì, ngày sau nếu các hạ đi thượng giới, chỉ sợ không có nơi sống yên ổn. Phật gia, Dương Diệp nhíu mày, nhìn về phía hầu tử nói. Tương đương một tông môn, chẳng qua là cái tông môn này có chút lớn. Một thế lực, Dương Diệp nhìn về phía nam tử đầu trọc kia, sau đó lại nhìn hầu tử một chút, cuối cùng trong lòng của hắn quyết định. Dương Diệp không nói nhảm, tâm niệm khẽ động, một thanh kiếm hư ảo kích bắn về phía nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc kia xem ra vô cùng từ bi, nhưng kỳ thực cực kỳ dối trá, hắn tin tưởng, lấy tính tình của đối phương, cho dù hắn không ra tay, đi thượng giới, đối phương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trái lại, con khỉ này tuy bạo lực một ít, nhưng tính tình cương trực, đáng giá kết giao. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, sắc mặt hầu tử đại biến, vội vàng nói. Cẩn thận! Bành! Âm thanh còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Dương Diệp đã bị chấn bay đến hơn mấy ngàn trượng. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một dấu tay lớn cỡ bàn tay. Trừ cái đó ra, làn da bốn phía dấu tay đã rạn nứt. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, phải biết rằng, hiện tại thân thể hắn là cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn còn bị chấn thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nam tử đầu trọc. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía tiểu nhân kim sắc, đây là cái đồ chơi gì? Phật gia chí bảo. Đúng lúc này, hầu tử đột nhiên nói. Kim thân pháp tướng của Phật gia Phật quân. Dương Diệp nói. Đó là cái đồ chơi gì? Hầu tử trầm giọng nói. Một đồ chơi rất lợi hại, nếu ta không bị thương, đừng nói kim thân pháp tướng của hắn, ngay cả bản tôn hắn tới, ta cũng không sợ. Nhưng giờ phút này, ta đối với nó không thể làm gì. Dương Diệp nhìn về phía kim thân pháp tướng, sau đó cổ tay khẽ động, thánh kiếm xuất hiện, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, khóe miệng nam tử đầu chọc nổi lên mỉa mai, thoáng qua, tiểu nhân kim sắc trong tay hắn nhẹ nhàng bay ra, rất nhanh, trong tiểu nhân kim sắc, đột nhiên tuôn ra một đạo kim quang, một thủ ấn từ trong đó bắn như chớp ra. Oanh!
Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần liền cảm giác ngực mình truyền đến đau đớn kịch liệt, sau đó cả người hắn tựa như diều đứt dây bay ra ngoài. Nam tử đầu chọc đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một cây kim bổng đập xuống. Không dám khinh thường, nam tử đầu chọc buông bỏ truy kích Dương Diệp, tay trái kết một thủ ấn kỳ dị, tiểu nhân kim sắc trong tay phải tuôn ra kim quang, đạo kim quang kia phóng lên trời, cùng kim bổng oanh lại với nhau. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ chân trời run lên kịch liệt, trong nháy mắt, toàn bộ hư không bị kim quang bao trùm. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Kiếm vực, nhưng không phải vô địch kiếm trận. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Thời điểm Dương Diệp thi triển kiếm vực, sắc mặt nam tử đầu chọc đại biến, nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm. Rất nhanh, hai tay hắn nắm tiểu nhân kim sắc, trong chốc lát, tiểu nhân kim sắc đột nhiên mở mắt, sau đó mở miệng nói. Bá! Nói xong, một chữ nhỏ hiện ra. Oanh! Phạm vi mấy ngàn dặm run lên kịch liệt, thoáng qua, một cổ lực lượng kinh khủng càn quét, trong nháy mắt, kiếm quang của Dương Diệp bị oanh vỡ nát, mà Dương Diệp cùng hầu tử cũng bị cổ lực lượng này chấn liên tục lùi lại. 10 tức sau, trong tràng khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp nhìn tay của mình, giờ phút này tay của hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác. Đó là mới vừa rồi bị cổ lực lượng kia chấn. Tiểu tử, kim thân pháp tướng kia là pháp bảo của một vị đại năng Phật gia, bản tôn của hắn, đừng nói ngươi, coi như chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên âm thanh của Cùng Kỳ. Ngươi khả năng không biết thực lực của vị đại năng kia, nói như vậy, đối phương khả năng không yếu hơn sư phụ ngươi bao nhiêu. Hiện tại đã biết rõ đi à nha. Lão giả đạo bào. Không yếu hơn lão giả đạo bào bao nhiêu. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, khó trách con khỉ này ngay từ đầu bốn phía chạy trốn. Cái đồ chơi này, thật sự có chút nghịch thiên a. Dương Diệp nhìn về phía hầu tử. Hầu ca, còn chiêu gì không? Hầu tử lắc đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nam tử đầu chọc, ánh mắt của hắn rơi vào trên tiểu nhân kim sắc. Nếu như không có tiểu nhân kim sắc, bất kể là hắn hay hầu tử, một phút là có thể giết ra hỏa kia. Nhưng người ta có a? Hồng Mông Tháp có lẽ không sợ đồ chơi này a? Dương Diệp đột nhiên nói. Tự nhiên. Hậu Khanh nói. Nhưng điều kiện là ngươi có thể để nó ra. Để nó ra. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau một khắc, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay lần nữa, khóe miệng nam tử đầu chọc nổi lên mỉa mai. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, tiểu nhân kim sắc trong tay hắn run run, trong chốc lát, từng đạo kim quang từ trong đó bắn ra. Mỗi một đạo kim quang, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Sau khi Dương Diệp thi triển kiếm vực, những kim quang kia tốc độ đột nhiên chậm lại, lúc này vô số đạo kiếm quang răng ở khắp nơi trong kiếm vực, những kiếm quang này trực tiếp xé tan kim quang thành phấn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử đầu chọc đại biến, tiểu nhân kim sắc ở dưới hắn thúc dục, lần nữa rung rung kịch liệt, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đâm thẳng mi tâm của nam tử đầu chọc. Nhanh đến cực hạn, nhưng một kiếm này bị một thủ trưởng kim sắc ngăn trở. Cái thủ trưởng này đúng là của tiểu nhân kim sắc. Bị bàn tay kia ngăn trở, kiếm của Dương Diệp không cách nào tiến nửa tấc. Trong mắt nam tử đầu chọc tràn đầy vẻ châm chọc. Dương Diệp, đây là kim thân pháp tướng của Phật gia Thánh Phật, hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên buông lỏng kiếm trong tay ra, ở trong ánh mắt kinh ngạc của nam tử đầu chọc, hai tay Dương Diệp bắt được tiểu nhân kim sắc. Nhưng tay Dương Diệp còn không có sờ đến tiểu nhân kim sắc, trong cơ thể nó liền bộc phát ra kim quang, muốn bắn tay của Dương Diệp ra. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, chân phải hắn đạp mạnh. Chấn. Nói xong, những kim quang kia lập tức bị kiếm vực của hắn chấn mở xuống, mà hai tay Dương Diệp thì mạnh mẽ dùng sức, bắt được tiểu nhân kim sắc, nhưng hai tay hắn ở thời khắc này, trong nháy mắt dạn nứt ra, chuẩn xác mà nói là muốn nổ tung. Mà lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn, nháy mắt, tiểu nhân kim sắc bị Dương Diệp đưa vào trong Hồng Mông Tháp. Nhưng Dương Diệp lại thiếu chút nữa té xuống. Ngươi làm gì đó? Đúng lúc này, nam tử đầu chọc trước mặt Dương Diệp đột nhiên kinh hãi nói. Bởi vì lúc này, hắn vậy mà mất đi liên hệ với tiểu nhân kim sắc.
Dương Diệp không nói gì, mũi chân hắn điểm nhẹ một cái, cả người lui về phía sau, mà lúc này, nam tử đầu chọc đột nhiên hóa thành một đạo kim quang kích xạ về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày, giờ khắc này hắn căn bản không có năng lực phản kích, bởi vì vừa rồi hắn cưỡng ép đi lấy tiểu nhân kim sắc, không chỉ bản thân bị trọng thương, còn kiệt lực. Đúng lúc này, hầu tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó một côn quét ra. Bành! Nam tử đầu chọc bị quét đến bên ngoài vạn trượng. Nam tử đầu chọc vừa dừng lại, trong miệng liền phun ra mấy ngụm máu, giờ khắc này, hắn rốt cục luống cuống. Không còn tiểu nhân kim sắc, bất kể là Dương Diệp hay con khỉ kia, hắn đều không phải đối thủ. Trốn! Hiện tại trong đầu nam tử đầu chọc chỉ có ý nghĩ này, nghĩ đến liền làm. Hắn xoay người hóa thành một đạo kim quang bay đi. Cách đó không xa, trong mắt hầu tử hiện lên vẻ mỉa mai. Trốn. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh, một đạo kim quang bắn như chớp ra. Hai tức sau. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Rất nhanh, hầu tử về tới trước mặt Dương Diệp. Hắn cong ngón búng ra, một cái nạp giới bay đến. Ta thiếu ngươi một nhân tình. Ngày khác nếu có sự tình, nói một tiếng là được. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía chân trời. Hiển nhiên là có việc gấp. Tại chỗ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn cầm lấy nạp giới, xoay người rời đi. Một khắc sau, Dương Diệp tìm địa phương an toàn, tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn hiện tại cần dưỡng tốt tổn thương. Trong Hồng Mông Tháp, trải qua Hồng Mông tử khí nửa canh giờ chữa trị. Tổn thương trên người Dương Diệp đã khỏi hẳn. Sau khi chữa trị tổn thương, Dương Diệp đi tới trước mặt tiểu nhân kim sắc, cùng Kỳ và Hậu Khanh đều có mặt. Giờ phút này tiểu nhân kim sắc rất bình tĩnh, nhưng ở quanh người nó tản ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Hậu Khanh đột nhiên nói, nuốt nó vào, sẽ có được Phật gia kim thân. Dương Diệp khẽ giật mình, đang muốn nói chuyện, đột nhiên tiểu nhân kim sắc run lên kịch liệt, vô số đạo kim quang phóng lên trời. Muốn đâm xuyên thế giới này. Nhìn thấy một màn kia, Hậu Khanh và Cùng Kỳ lắc đầu, nhìn về phía tiểu nhân kim sắc tràn đầy thương cảm. Không thể không nói, tiểu nhân kim sắc này cực kỳ lợi hại. Nhưng lại lợi hại cũng không lợi hại bằng Hồng Mông Tháp A. Cùng Hồng Mông Tháp ở chung lâu như vậy, bọn họ đối với tính tình của Hồng Mông Tháp cũng có chút ít hiểu rõ. Hồng Mông Tháp ghét nhất chính là người khác ở trong này khiêu khích nó. Mà hiện tại tiểu nhân kim sắc công nhiên khiêu khích, không hề nghi ngờ, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ tức giận. Quả nhiên, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên run lên nhẹ nhàng, ngay sau đó, từng cỗ uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy uy áp, Hậu Khanh và Cùng Kỳ nheo mắt, dồn dập lùi lại. Hiện tại tâm tình của Hồng Mông Tháp hiển nhiên không tốt, cách xa một ít cho thỏa đáng, cách đó không xa, hai cỗ uy áp trực tiếp rơi vào trên người tiểu nhân kim sắc. Bành! Tiểu nhân kim sắc bị hai cổ uy áp chấn không ngừng rơi xuống, như nồ di tiểu nhân kim sắc vẫn còn phản kháng, vô số đạo kim quang không ngừng từ trong cơ thể nó cuồn cuộn quét ra, đối kháng uy áp của Hồng Mông Tháp, nhưng không có tác dụng kinh gì. Nó phóng ra những kim quang kia, tất cả đều bị chấn áp nghiền nát. Nhưng tiểu nhân kim sắc vẫn phản kháng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng. Tiểu nhân kim sắc kia thật sự không tầm thường. Tuy nó không địch lại Hồng Mông Tháp, nhưng có thể ở trước mặt Hồng Mông Tháp chống lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó. Nhưng đáng tiếc, nó không tầm thường như thế nào, cũng không địch lại Hồng Mông Tháp. Rốt cục, tiểu nhân kim sắc bị Hồng Mông Tháp chấn rơi trên mặt đất, kim quang quanh người cũng biến mất không thấy gì nữa. Nghỉ phẻ rồi. Trong chàng khôi phục bình tĩnh. Hấp thu nó. Đúng lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nói, có thể khống chế nó sao? Hậu Khanh lắc đầu, vật ấy chính là Phật gia chí bảo, người không biết thần thông Phật gia, căn bản không cách nào khống chế nó, nhưng thôn phệ nó, người có thể cường hóa nhục thể của mình, để thân thể mình nâng cao một bước. Nhưng về sau khả năng có rất nhiều phiền toái a. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói, phiền toái? Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, tông môn Phật gia gì kia rất mạnh sao? Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lạnh nhạt nói. Lão tổ của bọn họ, là tồn tại cùng sư phụ ngươi Bình Khởi Bình Tọa, ngươi cứ nói đi. Dương Diệp. Đúng lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Sợ cái trứng,
hiện tại Dương Diệp hắn còn thiếu nhân quả sao? Thêm cái Phật ra, lại có quan hệ gì? Nợ nhiều không sợ đòi, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên nâng thực lực lên rồi nói sau. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta cũng thấy như vậy. Hắn hiện tại, công pháp tộc nào cũng tu luyện, thêm một cái Phật ra, giống như cũng không có gì lớn nha. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Thực chờ mong ngươi đi đại thế giới. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Cùng Kỳ lạnh nhạt nói. Muốn nhìn ngươi là sống như thế nào? Dương Diệp. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp bắt đầu thôn phệ tiểu nhân kim sắc. Nếu như là bản thân hắn, hắn vẫn có chút không dám thôn phệ cái đồ chơi này, dù sao đồ chơi này quả thực có chút nghịch thiên, nhưng có Hồng Mông Tháp, hắn sợ cái trứng. Vừa thôn phệ tiểu nhân kim sắc, cả người Dương Diệp rung rung kịch liệt. Ở quanh người hắn, bắt đầu tản ra kim quang nhàn nhạt. Bên cạnh Dương Diệp, Cùng Kỳ nhìn về phía Hậu Khanh. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hậu Khanh lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ hại hắn. Cùng Kỳ nói. Phật gia không phải dễ trêu à. Hậu Khanh trầm mặc chốc lát, sau đó nói. Những người hắn gây kia, có cái nào dễ trêu chỉ ta xem. Cùng Kỳ trầm mặc. Khoan hãy nói, mặc dù hiện tại Dương Diệp không có đi đại thế giới, nhưng hắn đã trêu chọc rất nhiều đại năng ở đại thế giới, mà những người kia, không có một cái nào đơn giản. Lúc này Hậu Khanh lại nói. Ngươi còn không có phát hiện sao? Tình cảnh hiện tại của tiểu tử này đã cực kỳ hỏng bét rồi, càng hỏng bét, lại có thể hỏng bét đi nơi nào. Cho nên chẳng bằng vò đã mẻ lại sứt, có lẽ như vậy còn có một đường sinh cơ. Cùng Kỳ trầm mặc như trước. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có một chút phức tạp. Vốn ta muốn hắn tiến vào Vu tộc, nhưng hiện tại xem ra, Vu tộc ta cũng không dám lưu hắn a. Yêu tộc ta cũng không dám. Cùng Kỳ nói. Hậu Khanh cười nhẹ, sau đó nghiêm mặt nói. Kỳ thật, ta ngược lại muốn nhìn ba người sau lưng hắn một chút. Ba người thay đổi vận mệnh của hắn. Cùng Kỳ nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Nếu ba người này đi ra, sẽ cực kỳ thú vị. Đương nhiên, quan trọng nhất là sư phụ của tiểu tử này. Thái độ của hắn mới là mấu chốt nhất. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Nếu như lão giả đạo bào thừa nhận Dương Diệp là đệ tử của hắn, sau đó ra mặt bảo vệ, như vậy hiện tại Dương Diệp đang gặp những vấn đề này, sẽ không còn là vấn đề. Bởi vì khi đó, bất kể là nhân quân, thiên quân, hay Phật gia, cũng không dám động thủ với hắn. Nhưng trước khi lão giả đạo bào chính thức tỏ thái độ, Dương Diệp chỉ là một tán tu. Thời gian từng chút trôi qua, quanh người Dương Diệp kim quang càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, ở quanh người hắn, đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh hư ảo, hư ảnh kim sắc này, đúng là tiểu nhân kim sắc, chẳng qua giờ phút này đã phóng đại vô số lần. Kim thân pháp tướng. Một bên, Hậu Khanh trầm giọng nói. Phật gia kim thân, thân thể tiểu tử này, coi như là cường giả chuẩn minh cảnh cũng khó làm bị thương rồi. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Thật làm cho người hâm mộ. Hậu Khanh nhìn Cùng Kỳ. Cho người thôn phệ, người dám sao? Cùng Kỳ quyết đoán lắc đầu. Ta không muốn trêu chọc đám lừa chọc kia. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Cũng chỉ có tiểu tử này dám a, dù sao giống như không có chuyện gì hắn không dám làm. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, thời điểm hắn mở mắt, hai đạo kim quang từ trong đó bắn ra. Giờ phút này, hai con người của hắn dĩ nhiên là kim sắc. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt kim sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, pháp tướng quanh người Dương Diệp cũng biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng! Hậu Khanh nói. Dương Diệp cười cười, hai tay của hắn chậm rãi nắm lại, trên quyền, kim quang lấp lánh. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có thể hủy thiên diệt địa. Lực lượng! Toàn thân tràn đầy lực lượng. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Cười hắc hắc nói. Cùng Kỳ lão huynh, đến luyện một chút không? Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Sau khi đi thượng giới, ta cùng ngươi đánh thống khoái. Dương Diệp. Trước khi ngươi đi thượng giới, tăng cảnh giới của mình lên minh cảnh. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh nói. Ngươi cũng biết tình huống của mình bây giờ, đi thượng giới, nhất định sẽ không quá bình tĩnh. Cho nên đừng thỏa mãn hiện trạng, tiếp tục cố gắng trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu, thế giới này, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa.
Đúng lúc này, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Cái nạp giới này, là hầu tử cho hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua, ở bên trong, hắn phát hiện rất nhiều sách vở, các loại kinh thư gì đó, còn có một ít là công pháp vũ kỹ. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện một hạt châu màu trắng lớn bằng ngón cái. Dương Diệp lấy hạt châu ra, Hậu Khanh kinh ngạc nói. Xá Lợi. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh nói. Cái đồ chơi này là đồ tốt, ngươi đặt ở trong thức hải, vật ấy có thể thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh cho ngươi. Quan trọng nhất là, vật ấy có thể dùng để làm khí linh, dùng nó làm khí linh, có thể tịch tà, phá trướng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Đơn giản mà nói, vật ấy có thể minh tâm, tịch tà, phá trướng, ngươi mang nó ở trên người, đối với ngươi tăng lên tới minh cảnh, có trợ giúp cực kỳ lớn. Dương Diệp nhìn nhìn hạt châu trong tay, đích thực, nắm hạt châu này, hắn cảm giác tâm mình cực kỳ bình tĩnh, cái loại cảm giác này, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Ở trong Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch và đám người Tuyết Nhi chơi đùa một lát, Dương Diệp liền đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới Thiên Trụ Sơn, vừa tới Thiên Trụ Sơn, ở trước mặt hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người. Người này chính là xuất hiện như vậy, không hề có dấu hiệu báo trước. Người này ước chừng 30 tuổi, mặc áo trắng, cầm trong bạch phiến, hai chân cách mặt đất ước chừng tầm 10 cm. Không nhiễm một hạt bụi. Tựa như tiên nhân từ bầu trời mà đến. Các hạ là... Dương Diệp nói. Trung niên đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Lạc Phô Trần, hả, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng có lẽ ngươi nghe qua thế nhân nói, tam đại cổ tu giả. Ta là một cái trong số đó. Cổ tu giả. Thiên Trụ Sơn, tam đại cổ tu giả, tứ đại thiên tôn, ngũ đại đế tôn. Tứ đại thiên tôn, ngũ đại đế tôn, Dương Diệp hắn đều gặp. Nhưng tam đại cổ tu giả lại chưa bao giờ thấy qua. Mà bây giờ, một vị trong đó xuất hiện. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Các hạ có việc gì sao? Lạc Phô Trần khẽ gật đầu. Những lão gia hỏa chúng ta cử hành một tụ hội, muốn mời ngươi tham gia. Tụ hội. Dương Diệp nhíu mày. Tụ hội gì? Lạc Phô Trần nói. Một tụ hội liên quan tới tương lai của mọi người. Phàm là người thực lực siêu việt minh cảnh, đều được mời. Siêu việt minh cảnh. Dương Diệp nói. Nhiều không? Lạc Phô Trần cười nói. Không ít. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tốt, ta tham gia. Lạc Phô Trần khẽ gật đầu. Đi theo ta. Nói xong. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng trắng phóng lên trời. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người tới trong tinh không mịt mờ, trong tinh không, Dương Diệp thấy được một phòng trúc. Toàn bộ phòng trúc dùng cây trúc màu trắng thần bí dựng lên, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp hơn 10 người. Cái này là địa phương nào? Dương Diệp hỏi. Lạc Phô Trần nói khẽ. Phượng Ngọc Lâm. Phượng Ngọc Lâm, toàn thân Dương Diệp run rẩy. Phượng Ngọc, đây là danh tự của mẫu thân hắn. Phượng Ngọc, cái tên này, đã cách nhiều năm, Dương Diệp lại lần nữa nghe được. Mẫu thân chết, là sự tình hắn không thể quên được. Không sao chứ. Lúc này Lạc Phô Trần đột nhiên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh xuống. Một lát sau, hắn lắc đầu. Không sao. Lạc Phô Trần nhìn Dương Diệp một cái. Sau đó nói. Đi thôi, nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn rừng trúc kia, có lẽ chỉ là trùng hợp. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo Lạc Phô Trần tiến vào chỗ sâu, hai người tới trước phòng trúc, ở trước phòng trúc có một thủy đàm, trên thủy đàm có một ngôi đình. Mà ở trong đình có tầm 10 ngựa chi, trong đó nữ có nam có. Mà ở trong đó, Dương Diệp phát hiện ba khí tức quen thuộc. Ba người này, đúng là nữ tử áo đỏ ở Tu Du Sơn, còn có Hạo Thiên, cùng với Doanh Gia yêu nghiệt Doanh Tĩnh. Đều là lão quái vật. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Lạc Phô Trần đến, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, chuẩn xác mà nói, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Hạo Thiên mỉm cười, xem như chào hỏi. Doanh Tĩnh nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Nữ tử áo đỏ thì khẽ gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lạc Phô Trần cùng Dương Diệp đi tới trong đình, hắn quét mọi người một cái, sau đó nói. Chắc hẳn vị này, ta
ta không cần giới thiệu nhiều a. Tự nhiên, lúc này một lão giả mặc hoa bào cười nói. Hiện ở vị tiểu hữu này ở Thiên Trụ Sơn, thanh danh có thể nói như mặt trời ban trưa a. Dương Diệp nhìn về phía lão giả hoa bào mỉm cười. Một trong tam đại cổ tu giả, Cổ Nhai. Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Diệp, Cổ Nhai cười cười, sau đó nói. Tiểu hữu mời ngồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tìm vị trí ngồi xuống, nhưng đúng lúc này, ở bên cạnh hắn, một nam tử mặc áo đen đột nhiên nói. Ở đây không phải cho ngươi ngồi. Dương Diệp quay đầu nhìn nam tử áo đen, sau đó hắn nhìn về phía Cổ Nhai. Hắn là chủ nhân nơi này sao? Cổ Nhai khẽ lắc đầu. Thấy thế, Dương Diệp quay đầu nhìn nam tử áo đen. Ta ngồi ở đây liên quan cái rắm gì tới các hạ? Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, một điểm hắc quang đột nhiên xuất hiện ở mi tâm Dương Diệp. Nam tử áo đen xuất thủ. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, hắc quang ấy ở người bên ngoài xem ra, không thể nghi ngờ là thật nhanh, nhưng trong mắt hắn, lại cực kỳ chậm, nhưng hắn không cách nào trốn tránh. Nếu như trốn, không chết cũng trọng thương. Không có trốn, Dương Diệp bước ra một bước, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện. Một đạo kiếm quang thoáng cái rồi qua. Suy. Trong không khí, có đồ vật gì đó bị xé nứt. Kiếm vực biến mất, trong chàng khôi phục bình tĩnh. Hắc bào nhân vừa muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Cổ Nhai đột nhiên nói. Thiên tà, hôm nay triệu tập mọi người đến, không phải là vì nhìn hai người các ngươi đánh nhau. Thiên tà nói. Chỉ là muốn giáo huấn vãn bối không có lễ phép một chút, nhưng Nhai lão nói rất đúng, đại sự trọng yếu hơn. Cổ Nhai khẽ gật đầu. Đa tạ thông cảm. Một bên, Dương Diệp nhìn Thiên Tà, không nói gì. Lúc này Cổ Nhai đột nhiên chậm rãi đứng lên, hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó nói. Chư vị ở đây, đều là người đỉnh phong nhất của thế giới này, cũng đều muốn đi đại thế giới. Nhưng ta nghĩ trong đó có ít người có lẽ đã hiểu. Hiểu rõ gì đó? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ Nhai nhìn hắn một cái, sau đó cười nói. Tiểu hữu có biết vì sao những lão gia hỏa chúng ta không đi lên không? Dương Diệp lắc đầu. Cổ Nhai nói. Không phải là không muốn đi lên, dù sao người thường đi chỗ cao a. Chúng ta là không dám lên. Không dám. Nghe Cổ Nhai nói, rất nhiều người nhíu mày, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Cổ Nhai ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Thời kỳ viễn cổ, đám người đạo tổ thiết chí kết giới, đích thực là vì bảo vệ những người hạ giới. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều thứ sẽ cải biến. Mọi người nhìn Cổ Nhai cười nhẹ. Lão Phu liền không quanh co lòng vòng. Ở thượng giới, trừ kết giới, thời không loạn lưu, còn có một loại uy hiếp. Đó chính là liệp nhân giả. Liệp nhân giả. Dương Diệp cau mày. Đó là cái đồ chơi gì? Cổ Nhai cười nói. Những thế lực lớn ở thượng giới kia, những người này, chuyên môn bắt cường giả lên thượng giới. Cái gọi là phong ấn buông lỏng, kỳ thật chính là bọn họ thường cách một đoạn thời gian cố ý làm ra. Mục đích là gì? Một mỹ phụ đột nhiên nói, Cổ Nhai nói. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là bắt lấy chúng ta, sau đó xóa trí nhớ, khống chế chúng ta. Nói đến đây, Cổ Nhai nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chư vị, không biết bắt đầu từ khi nào, trung thiên vũ trụ của chúng ta, đã trở thành chuồng heo của thượng giới. Mà chúng ta chính là heo. Nuôi cho mập liền giết. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Trong thế tục, tổ tiên bát đại thế gia đều đi qua thượng giới. Trừ cái đó ra, theo ta được biết, Bí Tông Tông chủ cũng ở thượng giới, mà đối phương, hiển nhiên còn có được trí nhớ của mình. Cổ Nhai cười nói. Bát đại thế gia truyền thừa bao lâu? Ít nhất cũng vài vạn năm a. Mà ta trước cũng đã nói, mới đầu những người kia, đích thực là vì bảo hộ này giới. Nhưng bây giờ đã không phải là, hoặc là nói, đã biến vị. Về phần Bí Tông Tông chủ như lời ngươi nói, làm sao ngươi biết nàng không phải bị khống chế? Dương Diệp trầm mặc, nếu như Cổ Nhai nói là thật, vậy chuyện này liền không khỏi quá kinh thế hãi tục. Những người từ thượng giới xuống kia, lại nói thế nào? Lúc này có người hỏi. Cổ Nhai nói. Những người xuống kia, phần lớn là những người nào? Ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết. Còn có chính là một ít nhân vật Zorir, hoặc là một ít có nhiệm vụ xuống, mà những người này,
có người có lẽ biết rõ sự tình những thế lực lớn kia làm, nhưng cũng có căn bản không biết. Dù sao việc này không phải sự tình sáng rọi gì, những thế lực lớn kia giữ bí mật cực kỳ gắt gao. Vậy tại sao tiền bối lại biết? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ Nhai mỉm cười, không nói gì, nhưng Lạc Vô Trần ở một bên đột nhiên nói. Cổ Nhai huynh đã từng phá vỡ kết giới đi lên, nhưng hắn lại nhanh chóng quay về. Lúc này Cổ Nhai đột nhiên vươn cánh tay của mình, lúc này mọi người mới phát hiện, cánh tay của hắn không có bàn tay. Cổ Nhai cười cười. Lúc trước, nếu như không phải ta chạy nhanh, khả năng không phải là mất một bàn tay, mà mất tính mạng. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người. Chư vị, ta biết rõ chư vị đối với thực lực của mình đều rất có lòng tin, nhưng chư vị có biết lúc trước người tới bắt ta là người nào không? Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có biết cánh tay này của ta bị cái gì chặt đứt không? Dương Diệp lắc đầu. Cổ Nhai nói. Bị kiếm trong tay ngươi chặt đứt. Nghe vậy, thần sắc mọi người đại biến. Lai lịch kiếm trong tay Dương Diệp, ở đây ai không biết. Mà Cổ Nhai lại nói là bị thánh kiếm chặt đứt. Cái này hàm ý như thế nào, ý nghĩa chuyện năm đó, Nhân Quân cũng tham dự. Nhân Quân cũng tham dự. Cổ Nhai nói. Chư vị, không nên xem nhẹ chính mình. Phải biết rằng, chư vị đều là thiên tài trong thiên tài, cho dù chúng ta đi đến thượng giới, tuy không thể độc bá một phương, nhưng tuyệt đối thuộc về cường giả đỉnh phong, nếu như cho chúng ta thời gian, Nhân Quân chúng ta lại có sợ gì. Thế nhưng chính bởi vì như thế, bọn họ mới càng không bỏ qua chúng ta. Một bên, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tiền bối, hắn nói là thực. Trong nội tâm Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nói. Ta không rõ lắm. Nhưng nghe hắn nói, ta ngược lại nhớ tới, trong mấy thế lực lớn nhân tộc, đặc biệt là thế lực Nhân Quân khống chế, có lẫn mấy cường giả không hiểu thấu từ đâu xuất hiện, bất quá lúc ấy Vu tộc chúng ta còn tưởng rằng là hắn bí mật bồi dưỡng. Hiện tại xem ra, nếu như lão nhân này nói không sai, những cường giả kia vô cùng có khả năng là người từ giới này đi lên bị khống chế. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp không khỏi trầm xuống. Nhân Quân không phải được xưng nhân nghĩa chi quân sao? Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên nói. Hắn sẽ làm loại chuyện này. Cổ Nhai nở nụ cười. Nhân nghĩa, Mạc huynh, thế giới này, làm gì có nhân nghĩa gì, có, chỉ là mạnh được yếu thua, cho dù không vô tình, đó cũng là cường giả thương cảm kẻ yếu. Thương cảm. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Người ở chỗ này, đều là cường giả đỉnh phong chân chính. Bọn họ đối với thực lực của mình đều cực kỳ tự tin. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng một điểm, chính là bọn họ ở giới này vô địch, nhưng ở thượng giới, bọn họ không phải. Phía trên, có rất nhiều người có thể giết bọn hắn, ví dụ như Nhân Quân. Lúc này Cổ Nhai nói. Chư vị, ở giới này, bị linh khí cùng quy tắc thiên địa hạn chế, chúng ta đã tới cực hạn của chúng ta, muốn nâng cao, đột phá chính mình, nhất định phải đi lên. Bằng không thì cuối cùng chúng ta đều chết ở trước mặt thời gian. Nhưng chúng ta đi lên, muốn sống, muốn tự do, nhất định phải phản kháng những thế lực lớn ở thượng giới kia. Cổ Nhai huynh muốn nói cái gì? Một lão giả đột nhiên hỏi. Hai mắt Cổ Nhai chậm rãi đóng lại, đã qua mấy tức, hắn mới mở mắt. Rất đơn giản, mọi người liên thủ cùng tiến lên. Nếu chúng ta hợp tác, thì có một đường sinh cơ. Hợp tác? Trong chàng lần nữa trầm mặc. Lúc này Cổ Nhai lại nói. Nửa tháng sau. Phong ấn buông lỏng, chư vị có nguyện liên thủ cùng người thượng giới đấu một trận không? Đấu một trận. Trong chàng trầm mặc, giờ phút này, thần sắc mọi người đều có chút ít âm trầm. Chư vị, cáo từ. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, hắn nhìn mọi người ôm quyền, sau đó biến mất ở trong chàng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi theo. Trong tinh không, Hạo Thiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Ta đoán một chút, ngươi là tới hỏi ta Cổ Nhai nói thật hay giả, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn Thiên Trụ Sơn. Đã từng có một người nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Kẻ yếu, không có tôn nghiêm, không có nhân quyền, L không có tự do. Mà đối với thượng giới mà nói, người của thế giới này, đều là kẻ yếu. Nghe thế, Dương Diệp đã minh bạch. Quả nhiên, cái thế giới này là bị nuôi nhốt. C. Hạo Thiên cười nói, tàn khốc a, đều là người, nhưng nhiều khi,
người lại bị kẻ khác coi như gia súc. Dương Diệp trầm mặc. Hạo Thiên lại nói, ca kỳ thật, sự thật so với ta nói, so với người nghĩ, còn muốn tàn khốc hơn rất nhiều. Nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ở phía chân trời. Mạnh được yếu thua. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở sau lưng Dương Diệp vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, một nữ tử mặc áo đỏ bồng bềnh đi đến. Nữ tử này, đúng là nữ tử áo đỏ U Tu Du Sơn. Nữ tử áo đỏ nhìn ở chỗ sâu trong tinh không, sau đó nói. Kỳ thật, ở thật lâu trước, tu tà giả không gọi tu tà giả, tu ma giả cũng không gọi tu ma giả, tất cả mọi người là tu luyện giả. Nhưng cuối cùng, có người định nghĩa cho chúng ta, cái gọi là chính tà, nhân ma, bất quá là có ít người vì diệt trừ đối lập lấy cớ mà thôi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Trụ Sơn. Ta muốn phục sinh nhị tỷ, muốn tìm về Tử Nhi. Làm xong hai sự tình này, ta trở về thiên toàn hệ, từ nay về sau, thế gian hết thảy sự tình, cùng Dương Diệp ta không có một chút quan hệ. Muốn bình tĩnh, nữ tử áo đỏ khẽ lắc đầu. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, đây là một loại hy vọng xa vời. Dương Diệp không có nói chuyện, dưới chân hắn hiện lên kiếm quang, người đã biến mất không còn hình bóng. Phượng Ngọc Lâm. Dương Diệp về tới Phượng Ngọc Lâm, hắn không có đi cái đỉnh kia, mà đi tới phòng trúc. Thời điểm hắn tiến vào phòng trúc, thân thể của hắn lập tức cứng ngắc lại. Ở trên vách tường phòng trúc, có một bức họa, trên bức họa, là một nữ tử. Mà nữ tử này, hắn vừa vặn nhận thức. Đúng là mẫu thân của hắn. Làm sao có thể? Trong mắt Dương Diệp tràn đầy khó tin. Người nhận thức nữ tử trên bức họa. Đúng lúc này, Cổ Nhai đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp hỏi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Cổ Nhai. Chủ nhân phòng trúc này là ai? Cổ Nhai khẽ lắc đầu. Một người mù lòa. Mù lòa. Dương Diệp nhíu mày. Cổ Nhai khẽ gật đầu. Thật lâu trước kia, một người đột nhiên đi tới Thiên Trụ Sơn, hắn bị mù, không chỉ mù, còn không có hai tay. Thân phận của hắn rất thần bí, cũng rất mạnh, cũng là người thứ hai để Trúc Long không dám trêu chọc. Mù, không có hai tay. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Vì cái gì hắn có bức tranh này? Cổ Nhai nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhận thức người trên bức họa. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nghe vậy, Cổ Nhai nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Nguyên lai là ngươi. Dương Diệp trợn mắt nhìn về phía Cổ Nhai. Ý gì? Cổ Nhai nhìn về phía bức họa kia nói. Lúc trước hắn cứu ta, sau đó hắn nói hắn muốn đi một chỗ, để cho ta chiếu khán chỗ này, đừng cho người khác phá hư. Trừ cái đó ra, hắn còn nói, nếu có một ngày ta gặp được một người nhận thức nữ tử trên bức họa mà nói, thay hắn nói một câu. Câu gì? Dương Diệp hỏi. Thực xin lỗi. Cổ Nhai nói. Nghe vậy, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là gì của ngươi? Cổ Nhai nói. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì, xoay người rời khỏi phòng trúc. Trong núi lớn mênh mông, trên một đỉnh núi. Ở trước mặt Dương Diệp, là đám người Dương Liêm Sương, ngoại trừ đám người Dương Liêm Sương, Tô Thanh Thi, Đế Nữ, cũng đều được hắn từ Dương gia mang tới. Nếu như muốn đi đại thế giới, hắn tự nhiên sẽ mang theo chúng nữ cùng đi. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Minh Nữ, sau đó nói. Đều là chân cảnh lục đoạn sao? Minh Nữ khẽ gật đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Thiên Trụ Sơn. Nửa tháng sau, chúng ta đi đại thế giới. Đại thế giới. Nửa tháng thời gian, trong nháy mắt tức qua. Sáng sớm, Thiên Trụ Sơn vốn bình tĩnh đột nhiên rung rung. Phong ấn bắt đầu buông lỏng. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn, tầng thứ 12. Vốn nơi này là cấm địa Thiên Trụ Sơn, căn bản không có người dám tới, nhưng giờ phút này, 11 người đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu chính là Cổ Nhai, Dương Diệp cũng ở trong đó. Lúc này, một long thủ cực lớn đột nhiên từ trong tầng mây chui ra, chính là Trúc Long. Trúc Long bao quát lấy mọi người, ánh mắt coi thường, nhưng chỗ thật sâu còn có một chút kiêng kỵ. Những người trước mắt này, có thể không có một cái nào đơn giản. Ánh mắt Trúc Long dừng ở trên người Dương Diệp một chút, sau đó hắn nhìn về phía Cổ Nhai. Vẫn còn quyết định muốn lên. Cổ Nhai cười cười. Trúc Long huynh, có lẽ ngươi hiểu rõ, đi lên. Là hy vọng duy nhất của chúng ta.
cũng có khả năng là tuyệt vọng. Trúc Long nói, tổng tốt hơn chờ chết. Cổ Nhai nói, Trúc Long lắc đầu. Ngươi đã quyết định, ta liền không nói thêm cái gì. Thuận buồm xuôi gió. Nói xong, hắn muốn ly khai, nhưng lúc này, hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đi lên thì tốt hơn. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Trúc Long nói. Trước đó Thiên Quân đã điều tra ngươi, nếu như ta không đoán sai, hắn sẽ không cho phép nữ nhi của mình cùng loại người như ngươi có liên quan gì. Loại người như ta? Dương Diệp cười nhẹ. Tiền bối, loại người như ta thì làm sao? Tiểu thất và ta làm bằng hữu, ném mặt mũi CCU ở Thiên Quân hắn. Trúc Long nhìn Dương Diệp. Ngươi đã không nghe, như vậy tùy ngươi. Nói xong, hắn biến mất ở trong tầng mây. Chúng ta đi thôi, ca. Cổ Nhai đột nhiên nói. Nói xong, 11 người phóng lên trời. Rất nhanh, mọi người đi tới trong hư không mênh mông, ở đỉnh đầu mọi người, là một màn sáng hư ảo. Kết giới. Cái này là kết giới cách trở hai thế giới. Cổ Nhai nhìn mọi người một cái, sau đó nói. Chư vị, ai đến? Tự nhiên là Dương Diệp. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp nhìn lại, nói chuyện đúng là Thiên Tà. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, không nói gì. Người này từ lần thứ nhất gặp mặt đã nhằm vào hắn, hiển nhiên việc này không phải đơn giản như vậy. Lúc này Thiên Tà lại nói. Các vị ở đây, đều là người đỉnh phong của thế giới này, nhưng thứ cho ta nói thẳng, Dương Diệp có phúc đức có năng lực gì có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Không phải bởi vì trong tay hắn có nhân quân kiếm sao? Cổ Nhai nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Tiểu hữu, ngươi thấy thế nào? Cường giả vi tôn, có thực lực, mới có thể được đối đãi ngang hàng, mới có thể được tôn trọng, đây là chân lý hằng cổ không thay đổi của thế giới này. Dương Diệp tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Thiên Tà. Đánh cuộc, các hạ có dám không? Đánh bạc, Thiên Tà khinh thường nói. Không có hứng thú. Thần sắc của Dương Diệp lạnh lẽo, sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, Hồng Y Thiên Tôn cùng Dạ Đế, đều là người của các hạ A. Thiên Tà lạnh nhạt nói. Ngươi nói phải chính là phải. Đúng lúc này, ở dưới mọi người nhìn soi mói, Dương Diệp lấy kiếm ra, sau đó nói. Chư vị, ta cải biến chủ ý. Hôm nay, ta không đi đại thế giới. Mọi người. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Thiên Tà. Hôm nay, ta muốn giết chết cháu trai này. Nói xong, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Bị kiếm vực bao phủ, sắc mặt mọi người khẽ biến, sau một khắc, mọi người dồn dập lóe lên, đã đi ra phạm vi kiếm vực bao phủ. Bọn họ cùng Dương Diệp không có ân oán gì, tự nhiên sẽ không đi cưỡng ép phá kiếm vực của Dương Diệp. Kiếm vực ra, kiếm quang hiện. Thời điểm nhìn thấy kiếm quang kia, sắc mặt Thiên Tà hơi đổi, thoáng qua, một thanh loan đao màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hai tay của hắn nắm loan đao bổ một phát. Một đao kia, phảng phất như ngay cả bầu trời cũng bị chém nát. Oanh! Một âm thanh nổ vang vang vọng lên, hai cổ lực lượng bạo tạc nổ tung, dư âm chấn mấy vạn dặm không gian rung rung kịch liệt, phảng phất như tùy thời muốn sụp đổ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Mà Dương Diệp cùng Thiên Tà thì từng người liên tục lùi lại, nhưng rất nhanh, hai người lại bắn mạnh tới nhau. Ông! Tiếng kiếm minh không ngừng vang lên. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Thiên Tà giao thủ, thần sắc mọi người đều có chút cổ quái. Vốn bọn họ đối với Dương Diệp cũng có chút khinh thị, bởi vì Dương Diệp dù sao chỉ là một vãn bối, hơn nữa mới chân cảnh lục đoạn, cùng bọn họ chênh lệch cực kỳ lớn. Tuy chiến lực của Dương Diệp không tầm thường, nhưng theo bọn họ, Dương Diệp hoàn toàn là vì nhân quân kiếm mới chiến lực không tầm thường. Mà bây giờ, Dương Diệp cùng Thiên Tà giao thủ, dùng cũng không phải nhân quân kiếm. Cái này chứng minh thực lực của Dương Diệp, đã cùng bọn họ không xê xích bao nhiêu. Bành! Xa xa, Dương Diệp cùng Thiên Tà đột nhiên phân ra, mà thời điểm hai người muốn ra tay lần nữa, Cổ Nhai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Dương Tiểu Hữu, ngươi đã chứng minh thực lực của mình. Về phần ân oán giữa các ngươi, chờ lên đại thế giới lại giải quyết như thế nào? Ngươi yên tâm, trong lúc này, ta tin tưởng Thiên Tà huynh tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Tà. Đúng không?
Thiên Tà lạnh lùng nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện. Dương Diệp nhìn Thiên Tà, sau đó nói. Lão tử thích nhất bộ dáng người muốn giết ta, nhưng không thể làm gì này. Thần sắc của Thiên Tà trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này, Cổ Nhai nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, kiếm trong tay ngươi có thể khắc chế kết giới, không bằng bước đầu tiên liền do ngươi đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn màn sáng hư ảo, trầm mặc chỉ chốc lát, muốn ra tay, nhưng lúc này, màn sáng hư ảo đột nhiên rung rung, ngay sau đó một nhân ảnh từ trong đó vọt ra. Người thượng giới lại đến. Ở mọi người nhìn soi mói, một nam tử mặc khôi giáp màu tím xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này nam tử khôi giáp hiển nhiên còn rất yếu, sắc mặt tái nhợt. Thời điểm hắn chứng kiến đám người Dương Diệp, lập tức sửng sốt, nhiều người như vậy. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngươi là nhân quân phái tới tìm Dương Diệp. Nam tử khôi giáp nhìn nam tử thanh sam, sau đó nói. Sao ngươi biết? Ngay một khắc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nam tử khôi giáp, mà giờ khắc này, thân thể nam tử khôi giáp kia đã cứng ngắc, hai mắt hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kiếm thu. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta đoán. Nói xong. Suy. Đầu nam tử khôi giáp trực tiếp bay ra ngoài. Đối phương vừa xuống, nhất định là xuyên qua không gian loạn lưu, có thể nói, một khắc này là thời điểm đối phương suy yếu nhất. Tăng thêm đối với Dương Diệp không có phòng bị quá lớn, cho nên trong nháy mắt bị Dương Diệp miễu sát. Giữa sân, đám người nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Không thể không nói, giờ khắc này. Trong đầu mọi người đều có một ý nghĩ, đó chính là đừng tùy tiện trêu chọc thằng điên này. Cũng không phải nói sợ Dương Diệp, mà là thực không muốn trêu chọc hắn, cái này hoàn toàn chính là trẻ con miệng còn hôi sữa. Chân trời, Dương Diệp không có để ý nam tử khôi giáp, mà ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng hư ảo. Ông! Một tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, kiếm quang xẹt qua. Chân trời! Ở dưới mọi người nhìn chăm chú. Màn sáng hư ảo đột nhiên nứt ra một vết rách. Đi! Lúc này, âm thanh của Cổ Nhai đột nhiên vang lên, thoáng qua, 11 bóng người trực tiếp lách vào khe nứt. Hai hơi sau, cái khe kia dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, một người hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Khi hắc y nhân xuất hiện, Trúc Long cũng đột nhiên xuất hiện. Trúc Long nhìn hắc y nhân, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Các hạ là người nào? Hắc y nhân nhạt tiếng nói. Đường đường thượng cổ hung thú, lại cam nguyện thần phục thiên tộc, thật sự là đáng xấu hổ a. Vẻ mặt Trúc Long trong nháy mắt dữ tợn, nhưng lúc này, tay phải hắc y nhân kia đột nhiên vung lên. Ba, chỉ thấy Trúc Long bay ngược ra ngoài, mà ở trên đầu hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thủ ấn màu đen. Giờ khắc này, trong lòng Trúc Long hoảng hốt. Hạ giới còn có tồn tại như vậy. Hắc y nhân nhìn thoáng qua Trúc Long. Nể tình mặt mũi chủ nhân cũ của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn màn sáng, sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, màn sáng bị xé mở, thoáng qua, một đạo hắc quang chui vào trong đó. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một vệt kim quang xuất hiện. Thoáng qua, một trường côn màu vàng kim phóng lên trời. Oanh, màn sáng bị chọc ra một lỗ hổng khổng lồ. Ngay sau đó một vệt kim quang chui vào. Rất nhanh, chân trời khôi phục bình thường. Nhưng vừa mới khôi phục bình thường, một nữ tử lại đột nhiên từ nơi xa đạp không đi tới. Nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc búi cao, mặt như phù dung, cực kỳ mỹ lệ, bất quá lại mang theo một tia tái nhợt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Người vẫn là đi lên. Một hơi sau, màn sáng đột nhiên bị xé nứt, có bóng trắng đi vào. Giữa sân bình tĩnh lại. Lúc này Trúc Long đột nhiên ló đầu ra, hắn nhìn thoáng qua chân trời, nuốt nước miếng nói. Đều là quái thai gì a? Không gian loạn lưu. Giờ khắc này, đám người Dương Diệp đang trải qua không gian loạn lưu. Trong hư không mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối, ở chung quanh đám người Dương Diệp, thỉnh thoảng có lực lượng cường đại xé rách qua. Những lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là Dương Diệp. Cũng không dám dùng nhục thân của mình đi mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì cho dù lấy nhục thể của hắn, cũng khiêng không được mấy lần. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, không dám có chút khinh thường.
Mọi người cẩn thận một chút. Lúc này Cổ Nhai nói. Không gian loạn lưu nơi đây cũng không phải đồ vật nguy hiểm nhất là vết nứt không gian, những khe hở này kết nối địa vực không biết, một khi các ngươi đi vào, thân thể sẽ trong nháy mắt bị vỡ nát. Vết nứt không gian. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong thế giới tối nhạt, hắn thấy được có nhiều chỗ xác thực có từng khe hở. Vết nứt không gian. Hắn nói không sai. Lúc này âm thanh của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Tiểu tử. Những vết nứt không gian kia cũng không phải đùa giỡn, lực lượng ở trong đó, đừng nói nhục thể của ngươi, ngay cả bản thể của chúng ta cũng không chịu nổi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, lực lượng ở trong đó xác thực có thể hủy diệt hắn. Lúc này Cổ Nhai đột nhiên nói. Chư vị, mọi người không được cách quá xa, hiện tại mọi người chúng ta tốt nhất là liên thủ đoàn kết, bằng không thì mọi người sẽ cùng nhau chơi xong. Nói xong. Hắn tận lực nhìn thoáng qua Thiên Tà cùng Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai. Hắn không xuất thủ, ta sẽ không xuất thủ. Thiên Tà lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Cứ như vậy, đám người liên thủ tiến lên, trong lúc đó, mặc dù gặp mấy thời không loạn lưu rất lớn, nhưng ở dưới mọi người liên thủ chống cự, tất cả đều hữu kinh vô hiểm. Bất quá giờ phút này, đám người cũng phát hiện thời không loạn lưu mạnh mẽ, không dám có chút lòng khinh thị. Cẩn thận một chút. Lúc này âm thanh Cổ Nhai đột nhiên vang lên, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài ngàn trượng, có một vòng xoáy màu đen, trong đó có lôi điện hiện lên. Vòng xoáy không gian. Cổ Nhai nói. Tiến vào bên trong, chúng ta sẽ đến địa giới của thượng giới, bất quá chư vị, trong này cũng không dễ chơi. Nhìn thấy những lôi quang kia không? Những cái kia đều là thiên lôi, nếu chúng ta bị oanh chúng. Sẽ thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc lên, rất nhanh, ở dưới Cổ Nhai dẫn đầu, mọi người tăng tốc độ, càng đến gần vòng xoáy, vẻ mặt mọi người càng ngưng trọng, cho dù là Dương Diệp, vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm. Giống như mọi người, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thật mạnh. Lúc này thực lực của nữ tử váy đỏ đã không phải là hắn lúc trước nhìn thấy. Đúng lúc này. Nữ tử váy đỏ kia đột nhiên nhìn lại, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp liền thu hồi ánh mắt. Dương Diệp cũng thu hồi ánh mắt, tốc độ tăng tốc. Trong thế giới mênh mông, không biết qua bao lâu, đột nhiên, mọi người thấy ánh nắng. Sắp đến rồi. Âm thanh của Cổ Nhai vang lên, tốc độ mọi người lần nữa tăng tốc. Một khắc đồng hồ sau, tiếng sấm bên tai mọi người cuối cùng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ca. Cuối cùng. Mọi người ngừng lại. Tất cả mọi người mở mắt ra. Trời xanh, mây trắng, đây là cảnh tượng mọi người nhìn thấy. Mà ở phía sau mọi người, là một vòng xoáy hiên ả. Đây chính là một thông đạo của thượng giới. Đây chính là thượng giới sao? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ Nhai nhẹ gật đầu. Là thượng giới. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Chư vị, nguy hiểm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chúc mọi người vận khí tốt. Đám người không hiểu, nhưng đúng lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời, khi mấy đạo khí tức cường đại này xuất hiện, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Minh cảnh. Cường giả minh cảnh chân chính. Rất nhanh, năm người xuất hiện ở chân trời. Cầm đầu là một nam tử trung niên áo bào màu vàng, tay cầm long ấn. Nam tử trung niên nhìn lướt qua mọi người, rồi mới nói. Người nào là Dương Diệp? Dương Diệp. Dương Diệp mặt mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà ánh mắt người chung quanh đều rơi vào trên người hắn. Ánh mắt nam tử áo vàng rơi vào trên người Dương Diệp. Giao ra nhân quân kiếm, lưu ngươi toàn thây. Trầm mặc một lát, Dương Diệp đột nhiên lấy ra thánh kiếm, thời điểm mọi người nghĩ Dương Diệp muốn giao kiếm ra, Dương Diệp lại ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo vàng. Kỳ thật, ta chưa từng nghĩ tới chiếm hữu kiếm này. Không phải đồ vật của Dương Diệp ta sẽ không đi cưỡng cầu. Nhưng, nói đến đây, thần sắc hắn dữ tợn lên. Nhưng hiện tại lão tử nói cho ngươi, các ngươi muốn kiếm. Có thể, để nhân quân kia đến quỳ gối ở trước mặt lão tử liền cho hắn kiếm, như thế nào? Làm càn. Nam tử áo vàng giận dữ, tay cầm long ấn ném một cái. Ông, một tiếng long ngâm từ trong đó chấn động ra, thoáng qua. Một cự long màu vàng kim từ trong long ấn hiện ra, mang theo uy áp kinh khủng nghiền ép về phía Dương Diệp.
Đám người bên cạnh Dương Diệp nhao nhao lui về bốn phía. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Kim Long, trong mắt không sợ hãi chút nào. Khi Kim Long kia cách hắn trăm trượng, trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ba thanh kiếm hư ảo. Thoáng qua, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Đối mặt cường giả cao hơn mình một cảnh giới, Dương Diệp đương nhiên sẽ không chủ quan. Thoáng qua, ba đạo kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang mạnh mẽ phảng phất như ngay cả trời cũng muốn vỡ ra. Ở trong ánh mắt của mọi người, ba đạo kiếm quang trực tiếp xé rách Kim Long thành mảnh vỡ. Làm càn. Nam tử áo vàng giận dữ. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam tử áo vàng, sau một khắc. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, trong tay Dương Diệp đột nhiên nhiều một vỏ kiếm của thánh kiếm, trong vỏ kiếm là thánh kiếm kia. Trong kiếm vực, Dương Diệp nắm chặt chuôi kiếm bỗng nhiên chạm một phát. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Lần này, Dương Diệp trồng lên gần 70 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Kiếm ra. Kiếm thế mạnh mẽ chấn đám người cổ nhai liên tục lùi lại. Nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt nam tử áo vàng đại biến, long ấn trong tay bỗng nhiên thả tới Dương Diệp. Nhưng theo kiếm của Dương Diệp rơi xuống, long ấn hóa thành hai nửa, mà nam tử áo vàng kia, thân thể cũng trong nháy mắt cương cứng. Thoáng qua. Xuy. Ở trong ánh mắt của mọi người, thân thể nam tử áo vàng từ giữa tách ra. Máu tươi ngũ tạng vung vãi, huyết tinh đến cực điểm. Không trung, kiếm thu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thượng giới, Dương Diệp ta tới. Run rẩy đi. Mọi người. Dương Diệp ta đến rồi. Run rẩy đi. Kiêu căng. Không thể không nói, thời khắc này Dương Diệp cực kỳ kiêu căng. Nhưng đây chính là mục đích của Dương Diệp, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn tới thượng giới, chú định không có khả năng khiêm tốn. Không thể khiêm tốn, vậy thì kiêu căng. Sau khi Dương Diệp một kiếm miễu sát nam tử áo vàng, hắn nhìn về phía mấy người còn dư lại, sắc mặt những người kia lập tức đại biến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên lạnh lùng nói. Cút về nói cho nhân quân, để hắn rửa sạch cổ một chút. Hôm nào lão tử rãnh rỗi sẽ đến lấy đầu của hắn. Nghe Dương Diệp nói, vẻ mặt mọi người đều có chút cổ quái. Nhân quân. Đây chính là một trong mấy lãnh tụ nhân tộc, cho dù ở Đại Thiên Vũ Trụ Ngọa Hổ Tàng Long, đó cũng là tồn tại có tên tuổi. Mà Dương Diệp, lại bảo đối phương rửa sạch cổ chờ. Cuồng. Cực kỳ cuồng. Những người bị Dương Diệp nhìn kia, vẻ mặt không thể nghi ngờ là cực kỳ khó coi, mấy người đều là cường giả minh cảnh. Không thể không nói, bọn hắn muốn ra tay. Nhưng lúc này bọn hắn không dám. Bởi vì vừa rồi Dương Diệp đánh giết nam tử áo vàng, thực lực còn cao hơn bọn hắn. Mà lúc Dương Diệp giết đối phương, chỉ một kiếm. Một kiếm miểu sát. Còn chưa cút. Lúc này Dương Diệp đột nhiên gầm thét. Mấy người nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng người cầm đầu trong đó đột nhiên nói. Dương Diệp, người đây là phản bội nhân tộc, ngươi. Dương Diệp đột nhiên cười khẩy nói. Không cho nhân quân giết. Chính là phản bội nhân tộc. Người kia còn muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Lại nhải một câu, hôm nay bốn người các ngươi cũng đừng đi. Người kia gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, sau đó nói. Ta nhìn ngươi có thể cuồng đến khi nào. Nói xong, hắn quay người muốn đi, nhưng lúc này, dưới chân Dương Diệp đột nhiên lóe lên kiếm quang, thoáng qua, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Bị kiếm vực bao phủ. Mọi người biến sắc, mà lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm sát na. Ở dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú, nam tử nói chuyện kia thân thể cương cứng, mi tâm nứt ra một vết rách, thoáng qua, máu tươi như suối từ trong đó tuôn ra. Chỉ nháy mắt, cả khuôn mặt nam tử biến thành mặt máu. Nhìn thấy một màn này, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một lời không hợp liền giết người. Đám người cổ nhai nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt đều nhiều một tia kiêng kỵ. Mà những người nhân quân phái xuống còn sống kia, đều không dám nói cái gì, nhao nhao quay người rời đi, chuẩn xác mà nói là chạy trốn. Nhìn thấy mấy người chạy trốn, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, nhưng trong lòng thì buông lỏng. Chớ nhìn vừa rồi hắn rất uy phong, kỳ thật nếu như những người nhân quân phái tới cùng tiến lên, hắn cũng không chịu nổi. Dù sao những cái kia đều là cường giả minh cảnh. Hơn nữa hắn cũng không có quên. Ở chung quanh mình đều là người gì.
Mặc dù đám người cổ nhai từ hạ giới đến, nhưng thực lực của bọn hắn, so với cường giả minh cảnh thì mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Một khi hắn tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó khó đảm bảo những người này sẽ không ra tay với hắn, đặc biệt là thiên tà. Lúc này cổ nhai đột nhiên nói. Chư vị, mặc dù nơi đây là đại thiên vũ trụ, nhưng chúng ta còn không có chân chính an toàn. Mọi người nhìn về phía cổ nhai. Cổ nhai nói. Nơi đây tên, giới khẩu, ở đại thiên vũ trụ thuộc về chỗ cực kỳ vắng vẻ. Chúng ta chỉ có rời giới khẩu, mới tính chân chính tiến vào đại thiên thế giới, khi đó mới thật sự an toàn. Nhưng nếu như ta không đoán sai, lúc này những đại thế lực kia, ngay ở cửa ra vào giới khẩu chờ chúng ta. Đúng lúc này thiên tà đột nhiên nói. Ta hiểu rõ ý tứ của cổ nhai huynh là hy vọng chúng ta liên thủ, đúng không? Cổ nhai nhẹ gật đầu. Đơn đả độc đấu, tin tưởng ta chư vị không phải đối thủ của bọn họ. Thiên tà cười cười nói. Liên thủ tự nhiên có thể, bất quá, ta có cái đề nghị, đó chính là, Dương Diệp không thể cùng chúng ta chung một chỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía thiên tà. Dương Diệp nhìn thoáng qua thiên tà, không nói gì. Lúc này thiên tà lại nói. Chư vị, tất cả mọi người hẳn rõ ràng, Dương Diệp đắc tội là người phương nào, đây chính là nhân quân. Hơn nữa chắc hẳn chư vị hẳn cũng biết rõ, người này không chỉ tu ma, còn tu luyện công pháp phù tộc đại địch của nhân tộc. Nếu như chúng ta cùng hắn chung một chỗ, tất nhiên sẽ đưa tới vô số phiền phức, nói không chừng chúng ta còn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghe thiên tà nói, mọi người trầm mặc. Mặc dù mọi người đều biết thiên tà là nhằm vào Dương Diệp, nhưng ai cũng biết, thiên tà nói không sai. Thực lực của Dương Diệp quả thật không tệ, nhưng hắn quá biết gây phiền toái. Nếu để cho hắn đi theo, phiền phức cá nhân hắn có thể trở thành phiền phức của mọi người. Đặc biệt là nhân quân nhất định sẽ không bỏ qua Dương Diệp. Tới lúc đó, nếu như bọn hắn đi cùng với Dương Diệp, khó đảm bảo nhân quân sẽ không giận chó đánh mèo bọn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đã có quyết định. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi ra cười nói. Ta hiểu rõ ý tứ của chư vị, chúc chư vị may mắn. Nói xong, hắn quay người muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, cổ nhai đột nhiên cong ngón búng ra, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Địa đồ giới khẩu, mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, thu địa đồ nói. Đa tạ. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, biến mất ở nơi xa. Thiên tà nhìn bóng lưng Dương Diệp, khóe môi cười lạnh. Đúng lúc này, nữ tử váy đỏ đột nhiên đi về phía xa. Mọi người nhìn về phía nữ tử váy đỏ. Các hạ là ý gì? Lúc này cổ nhai đột nhiên nói. Nữ tử váy đỏ dừng bước lại, nàng quay người nhìn lướt qua đám người cổ nhai. Tu ma, tu tà, thì sao? Nói xong, thân thể nàng đột nhiên mở đi. Giờ phút này, nàng đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng là tu tà giả. Đám người hiểu rõ ràng. Cổ nhai thu hồi suy nghĩ. Chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình mọi người run lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà thời điểm đám người rời đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đó bay ra. Hàm kim rất cao a. Hắc hắc. Tiếng cười rơi xuống, hắc ảnh kia vô thanh vô tức biến mất ở giữa. Sân. Nơi nào đó, Dương Diệp lấy ra địa đồ, nhìn lướt qua địa đồ, tìm được lối ra, Dương Diệp thu địa đồ vào, thân hình khẽ động, biến mất ở phía xa. Lối ra. Giống như đám người cổ nhai, hắn nhất định muốn mau rời khỏi nơi này, bằng không thì dễ dàng bị người khác bắt rùa trong hũ. Nửa ngày lộ trình. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến cửa ra. Đương nhiên, đây là chỉ dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, nửa canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó bấm tay điểm ra. Kiếm quang hiện lên. Bành! Bên ngoài ngàn trượng, không gian nơi đó đột nhiên chấn động, thoáng qua, một lão giả từ trong đó đi ra. Có chút ý tứ. Lão giả đánh giá Dương Diệp, sau đó cười nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói. Có việc. Lão giả cười nói. Lão phu nhìn ngươi thiên phú không tồi, ca muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Quên nói,
Lão Phu chính là trưởng lão Vũ Tiên Tông, Cố Thiên Đường. Vũ Tiên Tông? Dương Diệp nhíu mày. Chưa từng nghe qua. Lão giả cũng không tức giận, lại nói. Nhân tộc, có thập đại động thiên phúc địa, Vũ Tiên Sơn của Vũ Tiên Tông, chính là một cái trong số đó. Thiếu niên, gia nhập thập đại động thiên phúc địa, đây chính là mộng tưởng suốt đời của vô số thanh niên nhân tộc. Thập đại động thiên phúc địa. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Vậy nhân quân ở nhân tộc, thuộc về tồn tại gì? Nhân quân. Lão giả nao nao, sau đó nói. Nhân quân chính là nhân tộc thánh hoàng, trưởng quản nhân giới, mà thập đại động thiên phúc địa, cũng thuộc về với nhân giới. Thập đại động thiên phúc địa nghe theo mệnh lệnh của nhân quân không? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả nghĩ nghĩ nói. Phải xem là tình huống gì, dưới tình huống bình thường, thập đại động thiên phúc địa không nghe mệnh lệnh của nhân quân. Nhưng nếu cùng vu tộc khai chiến, nhân quân có quyền triệu tập tất cả thế lực của nhân tộc tham chiến. Không tuân theo sẽ như thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói. Lão giả nói. Có thể nào không tuân theo? Nếu không tuân theo, nhân tộc nguy hiểm. Được rồi, sự tình đại thiên thế giới, người cùng ta về Vũ Tiên Sơn sẽ biết tất cả. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả nói. Ta nghe nói, những thế lực các ngươi, sau khi mang người hạ giới về, sẽ xóa ký ức của bọn hắn, sau đó khống chế bọn hắn, đúng không? Trong mắt lão giả lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi biết không ít. Dương Diệp nói. Là thế này phải không? Lão giả nói. Kia là quá khứ, mà bây giờ, ngoại trừ số ít tà phái cùng thế lực ma đạo, có rất ít thế lực sẽ làm như thế. Vì sao? Dương Diệp nói. Mầm tai vạ. Lão giả nói. Khống chế những người kia. Sau khi tu vi bọn hắn không ngừng đột phá, trí nhớ của bọn hắn sẽ khôi phục. Một khi khôi phục, đây chính là một mầm tai vạ. Cho nên cuối cùng mọi người thay đổi phương thức, lôi kéo. Lôi kéo. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nghĩ nghĩ nói. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Nhưng vì tiền bối cùng thế lực phía sau tiền bối suy nghĩ, ta cảm thấy, ta không thể gia nhập mới tốt. Vì sao? Lão giả không hiểu. Dương Diệp nói. Ta sợ đến lúc đó các ngươi sẽ khóc. Lão giả. Dương Diệp không nói gì, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hắn nhìn Dương Diệp. Ngươi cự tuyệt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lão giả lạnh nhạt nói. Nhìn ngươi không tệ, muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng hiện tại xem ra, ngươi rất không thức thời. Đã như vậy, ta không ngại sử dụng phương pháp trước kia. Bắt lấy ta. Xóa ký ức. Dương Diệp nói. Lão giả nói. Đây là ngươi tự chọn. Mà đúng lúc này, dưới chân Dương Diệp đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang, thoáng qua, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Sắc mặt lão giả kia đại biến, muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm hắn. Dương Diệp nhìn lão giả. Trả lời ta một vấn đề, nếu như đáp án ta hài lòng, không giết ngươi. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Dương Diệp cầm kiếm gõ gõ đầu đối phương nói. Nói cho ta, gà có trước, hay trứng có trước? Lão giả. Gà có trước, hay trứng có trước? Lão giả không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi vấn đề này, sau một khắc, hắn hiểu được ý tứ của Dương Diệp. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, nhưng đúng lúc này. Xuy. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua đầu lão giả. Thoáng qua, một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể lão giả, tay phải chiêu chiêu, nạp giới của đối phương lập tức bay đến tay hắn. Nhìn lướt qua, trong nạp giới đồ vật rất nhiều, nhưng phần lớn đều là vô dụng. Dương Diệp đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác biệt, thoáng qua, một tấm bản đồ xuất hiện. Địa đồ giới khẩu. Bất quá so với tấm bản đồ trong tay hắn càng muốn hoàn chỉnh, Dương Diệp triển khai địa đồ, rất nhanh, toàn cảnh giới khẩu xuất hiện ở trong mắt hắn. Nhìn một chút, Dương Diệp cau mày, bởi vì hắn phát hiện, Cổ Nhai cho hắn tấm bản đồ kia, phía trên biểu hiện cửa ra vào, căn bản không phải lối ra gì cả. Không phải lối ra, mà là cửa vào. Đây là một cái hố. Dương Diệp thu hồi địa đề cổ, hắn nhìn về phía nơi xa, cái gọi là lối ra. Chính là những thế lực này đào hố cho đám người Cổ Nhai. Không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Dương Diệp âm trầm xuống. Địa đồ.
Cổ Nhai cho hắn địa đồ, ý vị này, đối phương là muốn cho hắn đi cửa vào kia. Cổ Nhai. Hồi tưởng trước đó, hiện tại Dương Diệp mới phát hiện, Cổ Nhai này có chút không đơn giản. Phải nói rất thần bí. Cổ Nhai tới qua thượng giới, nhưng lại trở về, đồng thời biết rất nhiều sự tình ở phía trên, còn có địa đồ. Nghĩ thế nào cũng không bình thường. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này, dù sao hắn không đi theo đám người Cổ Nhai, đám người thiên tà chết sống, kia cùng hắn không có chút quan hệ nào. Phải nói, hắn còn phải cảm tạ thiên tà một chút, nếu như không phải đối phương, hiện tại mình khả năng đã cùng bọn hắn đi vào bẫy. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Vượt qua đại sơn mênh mông, Dương Diệp đi tới lối ra chân chính của giới khẩu. Nhưng như hắn dự đoán, sự tình không có đơn giản như vậy. Ở lối ra giới khẩu, đứng một nữ tử váy đỏ. Nữ tử váy đỏ này, chính là nữ tử váy đỏ ở Tu Du Sơn. Nữ tử đứng ở nơi đó nhàn nhạt nhìn hắn. Có việc sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đỏ chỉ bên phải nói. Sau khi ra ngoài, nhân tộc không có nơi ngươi sống yên ổn. Vậy thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Nữ tử váy đỏ nói. Gia nhập tà minh ta có thể bảo vệ ngươi. Tà minh? Dương Diệp nghi ngờ nói. Kia là cái gì? Nữ tử váy đỏ nói. Một liên minh của tu tà giả, cho dù nhân quân, cũng ta cũng không sợ chút nào. Dương Diệp đi đến trước mặt nữ tử váy đỏ, hắn cười cười nói. Ngươi nhìn ta sợ nhân quân sao? Nữ tử váy đỏ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói. Kiếm tu, trong lòng không sợ hãi, cho dù đánh không lại, nhưng ta chưa hề sợ nhân quân hắn. Đầu rơi mất, bất quá to bằng cái bát, nhưng trong lòng nếu có e ngại, tìm kiếm người khác che chở, đó chính là nhận sợ. Ta cận kề cái chết, cũng không sợ. Nói xong, Dương Diệp vượt qua nữ tử váy đỏ, chỉ chốc lát, hắn biến mất ở nơi xa. Tại chỗ, nữ tử váy đỏ trầm mặc. Lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên cạnh nữ tử váy đỏ không xa. Bóng đen nhìn về phía Dương Diệp. Không biết điều như thế, để cho ta đi giết hắn. Nói xong, bóng đen muốn đuổi theo Dương Diệp, mà lúc này nữ tử váy đỏ đột nhiên nói. Muốn chết thì đi đi. Bóng đen dừng bước lại. Ngươi ý gì? Nữ tử váy đỏ đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc bên tai, sau đó lạnh nhạt nói. Ngay ở trước đó, hắn miểu sát hai vị cường giả minh cảnh. Bóng đen. Nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua địa phương Dương Diệp biến mất nói. Dẫn ta đi gặp tà tổ. Hoan nghênh đi vào đại thiên vũ trụ. Trong đám mây, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên âm thanh của Hậu Khanh. Dương Diệp hít sâu một hơi, đại thiên vũ trụ, giờ khắc này hắn đã rời giới khẩu, đi tới đại thiên vũ trụ chân chính. Tiểu thất, tử nhi, nhị tỷ. Tiền bối, thiên quân ở nơi nào? Dương Diệp hỏi, hắn hiện tại muốn đi tìm tiểu thất. Ngươi không đi được. Hậu Khanh nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói. Xem ra ngươi còn không hiểu rõ đại thiên vũ trụ, ta đến nói với ngươi. Đại thiên vũ trụ to lớn, ta cũng không muốn nói nhiều, ngày sau ngươi có thể trải nghiệm. Ở đại thiên vũ trụ, vạn tộc san sát, có nhân tộc, yêu tộc, phù tộc, ma tộc, thiên tộc, linh tộc. Mà đại bàn của bọn hắn, lại xưng là giới, tỉ như nhân tộc, đại bàn của nhân tộc, chính là nhân giới. Tiểu thất là thiên tộc, đúng không? Dương Diệp nói. Hậu Khanh nói. Phải, nàng đến từ thiên tộc, cũng chính là thiên giới. Ngươi muốn đi thiên giới, nhất định phải xuyên qua kết giới nhân giới thiên giới, mà cái này, cần được nhân quân đồng ý, không chỉ muốn lấy được nhân quân đồng ý, còn cần đạt được bên thiên giới đồng ý. Bằng không thì, ngươi sẽ bị giết chết, bởi vì trấn thủ ở chỗ hai giới giao nhau, đều là cường giả đỉnh cao trong các tộc. Thiên giới. Dương Diệp trầm mặc, muốn đi thiên giới, phải được nhân tộc nhân quân đồng ý, nhân quân sẽ đồng ý sao? Đương nhiên sẽ không, biện pháp này tự nhiên là không thể thực hiện được. Nếu không đi vu tộc ta a. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Vu tộc. Dương Diệp nói. Ý gì? Hậu Khanh nói. Cùng ta về vu tộc, ta có biện pháp cho ngươi đi thiên tộc. Dương Diệp nói. Đi vu giới không cần nhân quân đồng ý sao? Hậu Khanh nói. Lén qua, chúng ta có thể lén qua a. Ta biết làm sao từ vu tộc lén qua đến nhân tộc, cũng biết làm sao từ nhân tộc lén qua vu tộc,
nhưng ta không biết làm sao từ nhân tộc lén qua thiên tộc. Gà có trước, hay trứng có trước? Lão giả không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi vấn đề này, sau một khắc, hắn hiểu được ý tứ của Dương Diệp. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, nhưng đúng lúc này. Xuy! Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua đầu lão giả. Thoáng qua, một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể lão giả, tay phải chiêu chiêu, nạp giới của đối phương lập tức bay đến tay hắn. Nhìn lướt qua, trong nạp giới đồ vật rất nhiều, nhưng phần lớn đều là vô dụng. Dương Diệp đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác biệt, thoáng qua, một tấm bản đồ xuất hiện. Địa đồ giới khẩu, bất quá so với tấm bản đồ trong tay hắn càng muốn hoàn chỉnh. Không biết. Hậu Khanh nói. Dương Diệp đen mặt lại. Ngươi lại không biết. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, lúc trước ta là chỉ định xuyên qua không gian, mà ngươi bây giờ còn không có năng lực kia. Dương Diệp lắc đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại, hắn nhất định phải làm rõ ràng tình huống bên nhân tộc, bởi vì hắn đối với nhân tộc nhân giới căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp phát hiện một cổ thành. Thành không phải đặc biệt lớn, phải nói rất nhỏ, có chút giống thôn xóm ở hạ giới. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp rơi vào trước thôn xóm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, trên cửa thành dùng đất xây, có ba chữ lớn màu đen, Đào Viên Thôn. Là thôn không phải thành. Đúng lúc này, một tiểu cầu màu đen đột nhiên từ trên tường thành bay ra, tiểu cầu lăn lăn, cuối cùng nhất rơi vào dưới chân Dương Diệp. Lúc này, cửa thành đột nhiên mở ra một góc, một cái đầu nhỏ từ trong đó chui ra. Là một tiểu nữ hài, ước chừng 8-9 tuổi, một bộ váy vải, tóc chia làm hai búi. Nàng có chút rụt rè nhìn thoáng qua Dương Diệp, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt góc áo của mình, qua một hồi lâu, nàng dường như lấy hết dũng khí, sau đó e sợ nói. Ca ca, có thể trả lại cho ta không? Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài một chút, sau đó lại nhìn tiểu cầu dưới chân, hắn lắc đầu cười một tiếng, sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu cầu lập tức lăn đến trước mặt tiểu nữ hài. Mà xuất hiện ở trước mặt tiểu nữ hài không chỉ tiểu cầu, còn có Dương Diệp. Đương nhiên còn có tiểu bạch. Dương Diệp vuốt vuốt đầu tiểu nữ hài, cười nói. Ta có thể vào không? Tiểu nữ hài hiển nhiên vẫn còn có chút căng thẳng, mà lúc này, tiểu bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn thấy tiểu bạch, tiểu nữ hài trừng mắt, trong mắt xuất hiện yêu thích không che giấu chút nào. Tiểu bạch chỉ tiểu cầu dưới chân tiểu nữ hài, sau đó chảo nhỏ nàng huy vũ. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Nàng là đang hỏi ngươi, đây là thứ gì? Tiểu nữ hài do dự một chút nói khẽ. Tiểu cầu, có thể đá. Sau đó mũi chân nàng nhẹ nhàng câu lên, quả bóng kia lập tức bắn lên, sau đó tiểu cầu ở trên chân tiểu nữ hài không ngừng nhảy lên, thỉnh thoảng tiểu nữ hài còn làm ra động tác rất tinh xảo. Một màn này, làm tiểu bạch nhìn con mắt trợn tròn. Hưng phấn. Ngươi muốn chơi không? Tiểu nữ hài nhìn tiểu bạch, nói khẽ. Tiểu bạch vội vàng gật đầu. Tiểu nữ hài nhếch miệng cười một tiếng. Nàng đưa tiểu cầu tới trước mặt tiểu bạch, mà giờ khắc này, tiểu bạch mới phát hiện, chân của nàng quá ngắn. Lúc này, tiểu nữ hài chỉ đầu mình. Cái này cũng có thể. Nói xong, nàng đặt bóng ở trên đầu mình, sau đó nhẹ nhàng đẩy lên. Tiểu bạch cao hứng ghê gớm, vội vàng đặt tiểu cầu ở trên đầu mình, sau đó đẩy đẩy. Rất nhanh, hai tiểu gia hỏa liền chơi cùng nhau. Dương Diệp cũng được tiểu nữ hài dẫn vào trong thôn, tiến vào thôn. Dương Diệp phát hiện, người trong thôn này toàn bộ đều là người bình thường, không có một cái nào là huyền giả. Tiểu nữ hài dẫn Dương Diệp cùng tiểu bạch tới nhà mình, trong nhà chỉ có một gia gia. Gia gia nàng là một lão giả gần đất xa trời, cũng là người bình thường. Các hạ không phải người bình thường. Đây là lúc lão giả nhìn thấy Dương Diệp, nói câu nói đầu tiên. Dương Diệp mỉm cười. Chỉ là đi ngang qua, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Lão giả do dự một chút nói. Các hạ là tiên nhân trong truyền thuyết kia sao? Tiên nhân? Dương Diệp không hiểu. Lão giả nói. Chính là loại biết bay, biết phiên giang đảo hải kia. Dương Diệp sờ lên cái mũi của mình nói. Xem như thế đi. Lão giả đột nhiên thấp giọng thở dài, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài. Nàng gọi Trĩ Nhi, cha mẹ của nàng ở 5 năm trước rời đi. Nói là muốn đi tu luyện. Chuyến đi này chính là 5 năm,
không có bất kỳ tin tức gì. Mà nàng, mỗi ngày lúc hoàng hôn đều sẽ ngồi ở trên tảng đá ngoài thôn chờ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Trĩ Nhi, trầm mặc. Lúc này lão giả lại nói. Qua nhiều năm như thế, đây là lần thứ nhất nàng cao hứng như vậy. Cũng là lần thứ nhất ta nhìn thấy nàng dám cùng người nói chuyện. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch ở nơi xa cực kỳ có tính người, trong lòng thầm nhủ nói. Tiểu gia hỏa này, giống như người A. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên, sắc mặt hắn thốt nhiên đại biến. Trở về. Nơi xa, Tiểu Bạch đang cùng Trĩ Nhi chơi đùa toàn thân giật mình, sau một khắc, nàng trực tiếp vọt đến trên bờ vai Dương Diệp. Mà lúc này, ở vị trí cũ của Tiểu Bạch, đột nhiên nhiều một nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen tay phải nắm Trĩ Nhi còn chưa lấy lại tinh thần, mà tay phải của nàng, thì rơi vào vị trí trước đó của Tiểu Bạch. Nữ tử váy đen nhìn tay phải mình, sau đó nàng nhún vai, nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Thủ hạ nhân quân, một trong tam kiệt, tàn nữ. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen. Buông nàng ra. Buông nàng ra. Nữ tử váy đen nao nao, sau đó nàng nhìn Trĩ Nhi thất kinh trong tay trái mình, sau đó cười nói. Ngươi rất quan tâm nàng. Nói đến đây, khóe miệng nàng đột nhiên hiện lên nụ cười này có chút dữ tợn. Sau đó tay phải nàng đột nhiên bắt lấy tay phải Trĩ Nhi, thoáng qua, nàng bỗng nhiên kéo một phát. Xuy. Cứ như vậy, cánh tay phải của Trĩ Nhi bị kéo xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho giữa sân trong nháy mắt tĩnh mịch xuống. Hai mắt Tiểu Bạch trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hiển nhiên nàng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Mà lão giả ở một bên thì vội vàng quỳ trên mặt đất, sau đó không ngừng dập đầu. Tiên nhân, nàng chỉ là một đứa bé, xin tiên nhân tha cho nàng một mạng. Kiếp sau lão hủ làm trâu làm ngựa để báo đáp tiên. Nhân. Dương Diệp gắt gao nhìn tàn nữ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng người nhận biết Dương Diệp đều rõ ràng, đây là thời điểm hắn đáng sợ nhất. Còn Trĩ nữ, nàng còn chưa tới kịp kêu thảm, đã trực tiếp ngất đi. Đúng lúc này, tàn nữ đột nhiên kéo một cái tay khác của Trĩ nữ, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Chậc chậc, thật sự là khó có thể tin, bọn hắn nói. Dương Diệp ngươi là một gia hỏa sát phạt quả đoán, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như ta nghĩ, thất vọng, thật sự rất thất vọng, nói xong. Tay nàng lần nữa dùng sức. Xuy. Một cánh tay khác của Trĩ nữ cũng bị kéo xuống. Hai vai Trĩ nữ, máu tươi chảy ròng. Bên cạnh Dương Diệp, lão giả kia đột nhiên đứng lên chỉ vào tàn nữ giận dữ hét. Ngươi, ngươi có ân oán với nam tử này, ngươi đi tìm hắn là được. Vì sao ngươi đối đãi với một tiểu nữ hài như thế? Khi dễ nhỏ yếu, để ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao? Tự nhiên, tàn nữ nhìn về phía lão giả kia, cười nói. Tu luyện, vì sao phải tu luyện? Tự nhiên là vì mạnh lên, nhưng vì cái gì phải mạnh lên? Tự nhiên là vì có thể thích làm gì thì làm. Lão đầu, nhìn xem, hiện tại ta có thể thích làm gì thì làm, mà ngươi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, đây chính là chúng ta khác nhau. Sâu kiến, chính là sâu kiến, chỉ có thể mặc cho người chà đạp. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nói ta nói đúng không? Lúc này, Tiểu Bạch ở trên bờ vai Dương Diệp đột nhiên nhảy tới không trung, trong tay nàng nhiều hơn một thanh kiếm màu vàng, không đúng, chuẩn xác mà nói là hai thanh kiếm, một cái móng vuốt một thanh. Thời khắc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch tràn đầy giận dữ, cực kỳ giận, từ trước tới nay. Lần thứ nhất Dương Diệp nhìn thấy Tiểu Bạch tức giận như thế. Gia hỏa thật đáng yêu. Lúc này tàn nữ đột nhiên cười nói. Nếu như nấu lên, hương vị khẳng định rất không tệ, không đúng, kho tàu hẳn càng tốt hơn. Kho tàu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giận dữ, hai chảo nhỏ nắm hai thanh kiếm muốn công kích về phía tàn nữ, bất quá bị Dương Diệp bắt lại. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, sau đó đưa nhân quân kiếm đến trong tay Dương Diệp, nàng lưu lại một thanh. Hiển nhiên là muốn cùng Dương Diệp động thủ. Mặc dù cùng Trĩ nữ quen biết chỉ có thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với tiểu nữ hài này, nàng là cực kỳ có hảo cảm. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó hắn nhìn về phía tàn nữ. Biết không, trước đó, ta vẫn cảm thấy, cường giả, hẳn là có cường giả kiêu ngạo. Ngươi nói thích làm gì thì làm, nói thật, nếu như ngươi đi hành hạ người mạnh hơn ngươi, Dương Diệp ta sẽ nói với ngươi một chữ phục. Nhưng ngươi nhìn ngươi một chút,
người ngoại trừ đi hành hạ người nhỏ yếu ra, người còn có thể làm gì? Người lấn yếu sợ mạnh, ở trong mắt Dương Diệp ta, chẳng bằng con chó. Tàn nữ đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên mở hai tay ra. Đến, hành hạ ta, cầu ngươi hành hạ ta. Tàn nữ cười nhẹ, nàng tiện tay ném một cái, ném trí nữ qua một bên, sau đó nàng đi về phía Dương Diệp. Xem ra, ngươi rất tự tin, ngươi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, không phải giết người, mà xuất hiện ở bên cạnh trí nữ. Hắn bế trí nữ lên, đưa tay đặt ở trên ngực, một lát sau, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Sinh cơ còn chưa hoàn toàn trôi qua, còn có thể cứu. Dương Diệp thu trí nữ vào trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch cũng từ bỏ muốn đi giết tàn nữ, nàng vội vàng đi theo vào Hồng Mông Tháp, sau đó nàng mang trí nữ tới trước mặt Hậu Khanh, hai chảo nhỏ không ngừng huy vũ, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong lòng thầm nhủ nói. Có phải tiểu gia hỏa này cảm thấy ta là vạn năng, sự tình gì đều tới tìm ta trước, mặc dù nói thầm, nhưng Hậu Khanh không dám lười biếng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người trí nữ, khi thấy dáng vẻ của trí nữ, Hậu Khanh lắc đầu. Cái rác rưởi gì a, đối với một người bình thường hạ nặng tay như thế. Ở thượng giới, hắn cũng coi như một người có tiếng. Mặc dù hắn cùng nhân tộc là địch, nhưng người bình thường dưới tình huống không cố ý trêu chọc hắn, hắn sẽ không vô cớ đổ sát người bình thường của nhân tộc. Bởi vì như Dương Diệp nói, kiêu ngạo, hay không? Cường giả có kiêu ngạo của cường giả. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên huy động chảo nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Hậu Khanh vội vàng nói. Tốt, tốt, Tiểu Tổ Tông, ta lập tức cứu, lập tức cứu. Trong hiện thực, tàn nữ đánh giá Dương Diệp một chút nói. Thì ra từ lúc đầu, người nói nhiều như vậy, mục đích thực sự là vì cứu cô bé kia, chật chật, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Dương Diệp không để ý tới tàn nữ, mà nhìn về phía lão giả kia. Yên tâm, hiện tại nàng rất an toàn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tàn nữ. Đến. Nói xong, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Hắn không có lựa chọn ở trong thôn trang xuất thủ, bởi vì như vậy sẽ hủy đi toàn bộ thôn xóm. Khóe miệng tàn nữ nổi lên nụ cười, sau một khắc, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phía dưới. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Nhìn trong hư không, lão giả thấp giọng lẩm bẩm nói. Kẻ yếu, chỉ có thể mặc cho người chà đạp. Trong hư không, Dương Diệp vừa dừng lại, tàn nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tàn nữ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người rút kiếm chảm một phát. Chảm thiên bạt kiếm thuật. Một chiêu này, hắn thật lâu chưa dùng qua. Hiện tại chảm thiên bạt kiếm thuật. Cũng không phải chảm thiên bạt kiếm thuật lúc trước, một kiếm chi uy, đủ để hủy thiên diệt. Địa, oanh. Theo kiếm của Dương Diệp rơi xuống, giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, vô số kiếm quang cùng ánh lửa bắn tung tóe ra. Một hơi sau, chỉ có chút bản lãnh như thế sao? Giữa sân, đột nhiên vang lên âm thanh của tàn nữ. Dương Diệp nhìn trước mặt, trong một mảnh kiếm quang, một nữ tử đi ra, nữ tử này chính là tàn nữ. Tàn nữ không có một chút sự tình. Ánh mắt Dương Diệp nhìn đôi găng tay màu đỏ trên cánh tay của tàn nữ một chút, vừa rồi một kiếm kia, chính là bị đôi găng tay này ngăn cản. Chỉ có chút bản lãnh như thế sao? Lúc này tàn nữ đột nhiên cười nói. Nói thật, ta rất thất vọng, cực kỳ thất vọng. Bởi vì thời điểm nhận nhiệm vụ này, sẽ cảm thấy chơi vui, nhưng không nghĩ tới, người cùng ta nghĩ thật sự kém nhiều lắm. Một chút ý tứ. Đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước. Kiếm vực. Thi triển kiếm vực ra, giờ khắc này, khí thế cả người Dương Diệp không giống với lúc trước. Thoáng qua, kiếm quang dưới chân Dương Diệp lóe lên, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt tàn nữ, mà kiếm trong tay hắn cùng vỏ kiếm đã đổi thành nhân quân kiếm. Kiếm ra, chém xuống một cái. Khi kiếm ra, nụ cười trên mặt tàn nữ trong nháy mắt ngưng kết. Vẫn là một kiếm vừa rồi kia, nhưng uy lực đã hoàn toàn khác biệt. Tàn nữ thu hồi lòng khinh thị, huyền khí trong cơ thể điên cuồng quét ra, cùng lúc đó, đôi găng tay đột nhiên toát ra ánh lửa. Nhưng bởi vì lúc trước khinh thường, nàng cùng Dương Diệp khoảng cách quá gần, cái này khiến lực lượng một kiếm của Dương Diệp toàn bộ đều tập trung lại. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, cả người tàn nữ bị đánh cho bay ngược. Mà đôi găng tay của tàn nữ cũng bị Dương Diệp chém thành mảnh vỡ.
Dương Diệp tự nhiên không có dừng tay, thời điểm tàn nữ bay rớt ra ngoài, dưới chân hắn lóe lên kiếm quang, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nơi xa, tàn nữ nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, sắc mặt đại biến, không lo được thương thế trong cơ thể, huyền khí vận chuyển, hai tay kết thủ ấn kỳ dị, trong chốc lát, không gian quanh người nàng bắt đầu rung động kịch liệt, rất nhanh, từng ánh lửa từ không gian chung quanh nàng phun ra ngoài. Hỏa diễm. Dương Diệp đang muốn dùng kiếm phá, đột nhiên hắn nghĩ tới một đồ vật. Sau một khắc, một cỗ hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp quét ra, chỉ nháy mắt, Dương Diệp biến thành một hỏa nhân. Mà khi Dương Diệp biến thành hỏa nhân, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tàn nữ thả ra những hỏa diễm kia vậy mà bắt đầu điên cuồng lùi lại. Bản năng e ngại. Mặc dù những hỏa diễm này bất phàm, nhưng so sánh với lục đinh thần hỏa, kia không thể nghi ngờ là kém rất nhiều. Bởi vậy, nhìn thấy lục đinh thần hỏa của Dương Diệp, những ngọn lửa này lập tức tránh lui. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở tàn trước mặt nữ, lại một kiếm rơi xuống. Chỉ là một kiếm đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng gì, cũng không hề dùng bất kỳ kỹ xảo. Một kiếm thật đơn giản. Bành! Theo một tiếng nổ vang lên, tàn nữ lần nữa bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun tinh huyết. Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này tàn nữ đột nhiên quay người đạp một cái, thân thể bắn mạnh tới chân trời. Trốn! Sát chiêu của nàng chính là lửa, nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện, lửa của Dương Diệp mạnh hơn nàng rất nhiều. Bởi vậy, có thể nói, Dương Diệp hoàn toàn khắc chế nàng, nên nàng quả quyết lựa chọn trốn. Mà Dương Diệp sao sẽ để cho nàng chạy trốn? Ở dưới chân Dương Diệp, một đạo kiếm quang lóe lên, thoáng qua, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tàn nữ, lại một kiếm rơi xuống. Bành! Tàn nữ lại bị đánh bay. Thời điểm tàn nữ bay ra ngoài, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, sau một khắc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Rất nhanh, một thanh kiếm gác ở mi tâm tàn nữ. Bại. Tàn nữ gắt gao nhìn Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm vỗ má phải của tàn nữ một cái. Ba. Theo một tiếng tát vang dội, trên mặt tàn nữ lập tức nhiều hơn một kiếm ấn thật sâu. Lúc này Dương Diệp mới nói. Như vậy có chút không đối xứng. Nói xong, hắn cầm kiếm vỗ má trái một cái. Lúc này trên gương mặt tàn nữ, xuất hiện hai vết kiếm. Tàn nữ gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, sĩ có thể giết, không thể. Lúc này, tay phải Dương Diệp đột nhiên bóp lấy yết hầu tàn nữ. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở trên mặt đất. Thoáng qua, Dương Diệp chế trụ yết hầu tàn nữ đập mặt đất một cái. Bành! Mặt đất rạn nứt ra. Bất quá, tàn nữ không có sự tình gì, dù sao cũng là một vị cường giả, độ cứng của mặt đất, tự nhiên không bằng đầu của nàng. Bất quá cử động này của Dương Diệp, đối với tàn nữ mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, ngũ quan của tàn nữ dữ tợn vặn vẹo, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp một cước giẫm trên mặt nàng, sau đó chậm rãi dùng sức. Thích làm gì thì làm. Người không phải nói thích làm gì thì làm sao? Hiện tại cảm nhận được thích làm gì thì làm chưa? Nói xong, Dương Diệp đột nhiên một cước đá vào trên mặt tàn nữ. Bành! Tàn nữ bị đá đến hơn ngàn trượng, còn chưa rơi xuống đất, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó một cước giẫm đầu nàng. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng bước lên. Vốn định một kiếm kết liễu ngươi, nhưng như vậy đối với ngươi mà nói, thật sự là quá tiện nghi. Nói xong, Dương Diệp bấm tay một chút, một đạo kiếm khí bắn vào bụng tàn nữ, hai mắt tàn nữ trợn tròn. Đan điền nát. Mặc dù lấy thực lực của nàng bây giờ, muốn tái tạo đan điền cũng không phải là việc khó gì, nhưng này phải xem Dương Diệp có nguyện ý thả nàng đi hay không. Hiển nhiên, đây là không thể nào. Sau khi Dương Diệp đánh nát đan điền của tàn nữ, bốn thanh kiếm trực tiếp đóng tàn nữ ở trên mặt đất. Mà chính hắn thì tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt trí nữ, giờ phút này, khí sắc của trí nữ đã khá nhiều, hơn nữa cũng tỉnh lại. Ở bên cạnh nàng, ngoại trừ Tiểu Bạch, còn có Tuyết Nhi cùng Bảo Nhi, đương nhiên sẽ không lọt mất Lôi Lâm. Nhìn thấy Dương Diệp đến, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Tiểu Bạch bay đến trên bờ vai Dương Diệp, sau đó nàng chỉ bả vai trí nữ, nơi đó, hai cánh tay đã không thấy. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch. Sau đó đi tới trước mặt trí nữ,
Chí nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó e sợ nói. Ca ca, ra ra đâu? Dương Diệp vuốt đầu chí nữ. Hắn không có việc gì. Nghe được Dương Diệp nói, vẻ mặt chí nữ buông lỏng, nàng do dự một chút nói khẽ. Ca ca, nàng, các nàng nói ngươi có thể để cho tay của ta mọc ra, đúng không? Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy hy vọng. Dương Diệp cười cười, sau đó hai tay đặt ở trên bờ vai chí nữ. Đương nhiên có thể. Nói xong, ở dưới hắn vận chuyển, vô số hồng mông tử khí hội tụ về phía chí nữ. Ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, không đến một hồi, hai cánh tay của chí nữ dài ra lần nữa. Nhìn hai tay của mình, chí nữ lập tức kích động chảy ra hai hàng nước mắt. Lúc này Tiểu Bạch bay đến trước mặt nàng, sau đó nàng chỉ Dương Diệp, chảo nhỏ huy vũ. Ý kia là nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Chí nữ nhìn Tiểu Bạch, nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ơn, cảm ơn. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Hậu Khanh, nhìn Hậu Khanh chỉ có một cái đầu, nàng hiển nhiên vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng đi đến trước mặt Hậu Khanh, sau đó quỳ xuống. Cảm ơn gia gia cứu mạng. Nói xong, nàng lại quay người quỳ với Dương Diệp. Còn có ca ca. Dương Diệp kéo chí nữ lên. Đừng tùy tiện quỳ xuống. Chí nữ nhếch miệng cười cười, không hề nói gì. Đi, dẫn người đi gặp một người. Dương Diệp nói xong, sau đó mang chí nữ ra hồng mông tháp. Hắn dẫn chí nữ tới trước mặt tàn nữ, nhìn thấy tàn nữ, chí nữ hiển nhiên rất sợ hãi, lập tức trốn đến phía sau Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì. Nói xong, tay hắn khẽ động, lấy ra một thanh kiếm đưa tới trước mặt chí nữ. Giết nàng. Giết nàng. Chí nữ ngây ngẩn cả người. Không muốn báo thù sao? Dương Diệp nói. Chí nữ nhìn thoáng qua tàn nữ, sau đó lại nhìn về phía kiếm trong tay Dương Diệp. Qua một hồi lâu, nàng lắc đầu. Sao thế? Dương Diệp nói. Chí nữ nói khẽ. Giết nàng, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì ta vẫn yếu như thế, sau này còn có những người khác có thể tùy ý khi dễ ta. Dương Diệp nhìn chí nữ nửa ngày nói. Nhà đầu thông minh. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của chí nữ. Lúc này chí nữ đột nhiên quỳ xuống. Chí nữ sai. Lời nàng nói mới rồi, hiển nhiên là có ý đồ khác. Đơn giản mà nói, nàng đùa nghịch một tiểu tâm tư. Dương Diệp lắc đầu nói. Ngươi muốn tu luyện. Chí nữ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tại sao phải tu luyện? Dương Diệp lại hỏi. Chí nữ nói khẽ. Nếu như ta lợi hại như ca ca, ta liền có thể đi tìm phụ thân cùng mẫu thân. Nghe vậy, Dương Diệp có chút nhíu mày dần giãn ra. Hắn không thích người đùa nghịch tâm cơ, nhưng bây giờ nghe chí nữ nói, hắn phát hiện, tiểu nữ hài cuối cùng vẫn là tiểu nữ hài, muốn mạnh lên, mục đích chỉ là muốn tìm thân nhân của mình. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Không gì đáng trách, tiểu nữ oa tâm tính thiện lương, nàng chỉ biết rõ, hiện tại nàng gặp được người, có khả năng thay đổi vận mệnh của nàng, cho nên nàng đùa nghịch chút ít tâm tư, cũng là cực kỳ bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.